Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể, tác giả Di Thần, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 271, Tam Thế Nguyên Thần, Đại Đạo Chi Hoa, Điên Cuồng Đột Phá, 14 tuổi Thông Thiên Vương Hầu. Nhưng thấy Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên bệ đá, toàn thân bốc cháy lên thất thải sặc sỡ hỏa diễm. Này Đà Xá Cổ Đế Viêm, đổi lại bất luận cái gì thiên kiêu luyện hóa, 99% đều phải ngã xuống, bởi vì uy năng quá mức bá đạo. Quân Tiêu Dao không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền trực tiếp như vậy bắt đầu niết bàn. Mà để cho người ta ngạc nhiên sự tình phát sinh, cái kia Đà Xá Cổ Đế Viêm lại không cách nào cho Quân Tiêu Dao mang đến nguy hiểm chí mạng. Quân Tiêu Dao bên ngoài thân cháy đen, thân thể ngay tiếp theo linh hồn cũng bắt đầu chịu đựng Đà Xá Cổ Đế Viêm cháy. Nhưng hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, càng không có mảy may vẻ thống khổ. Bộ dáng kia, tựa như là lão tăng nhập định. Vô cùng bàng bạc khí huyết cùng sinh cơ, tại Quân Tiêu Dao trong cơ thể chấn động. Làm sao có thể? Vong Xuyên, Tiểu Ma Tiên, Cơ Thanh Y đám người, nội tâm rung động đến tột đỉnh. Theo lý thuyết, niết bàn cảnh là một cái rất lớn cửa ải khó. Không cẩn thận liền có khả năng niết bàn thất bại. Cho dù là bọn hắn này chút đỉnh cấp thiên kiêu, niết bàn lúc cũng cần đủ loại đan dược, bất tử dược gia trì, vẫn phải có người hộ đạo. Mà Quân Tiêu Dao, một thân một mình, không có mượn nhờ bất luận cái gì phụ trợ, trực tiếp lại bắt đầu. Nhưng hắn, nhưng thật giống như không có có nhận đến một điểm uy hiếp. Ta nguyên lai tưởng rằng, ta đã xem trọng Tiêu Dao đạo huynh, thế nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao biểu hiện, nhường Cơ Thanh Y triệt để không nói gì. Bất luận cái gì kinh ngạc tán thán, đều lộ ra dư thừa. Quân Tiêu Dao thân thể cùng chân linh bắt đầu thuế biến. Hắn sở dĩ có khả năng miễn dịch Đà Xá Cổ Đế Viêm chí mạng thương hại, nguyên nhân liền là Quân Tiêu Dao trong cơ thể thần chi nguyên điểm, từng sợi bản nguyên vũ trụ lực lượng phóng thích mà ra, bảo vệ lấy Quân Tiêu Dao thân thể. Dù cho mạnh như đế hỏa, cũng không cách nào cho Quân Tiêu Dao mang đến chí mạng thương hại. Thậm chí Đà Xá Cổ Đế Viêm càng mãnh liệt, Quân Tiêu Dao thu hoạch lại càng lớn. Tại đầu óc hắn trong thần cung, chân linh tắm gội tại thất thải đế hỏa bên trong, bắt đầu cấp độ sâu thuế biến. Này loại niết bàn thuế biến, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Vong Xuyên đám người, cũng là không có rời đi, đều tại quan sát tỉ mỉ. Bọn hắn càng không khả năng nhúng tay hoặc là quấy rầy Quân Tiêu Dao. Bởi vì chỉ muốn tới gần Quân Tiêu Dao, cái kia Đà Xá Cổ Đế Viêm liền sẽ dẫn hướng bọn hắn. Vong Xuyên đám người cũng không phải Quân Tiêu Dao, bọn hắn vô phương miễn dịch Đà Xá Cổ Đế Viêm tổn thương. Tiêu Dao ca ca nhất định sẽ thành công. Khương Lạc Ly cũng không lo lắng. Quân Tiêu Dao ngay cả mình đại đạo đều có thể mở mang, loại trình độ này niết bàn, giống như cũng không coi vào đâu. Quân Tiêu Dao trong óc trong thần cung, chân linh rốt cục dần dần lột xác thành hình. Ban đầu linh hồn hẳn là sợ nhất hỏa diễm cháy. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao chân linh thì hoàn toàn không sợ. Tại một áng lửa bên trong, Quân Tiêu Dao chân linh cuối cùng thuế biến. Có ba đoá hoa hiển hiện. Một đóa hoa mang theo một cỗ hơi thở của thời gian, phảng phất tồn tại ở quá khứ. Một đóa hoa, nửa thật nửa giả, lượn lờ mảnh vỡ thời gian, tựa như tồn tại ở tương lai. Còn có một đóa hoa, vô cùng mỹ lệ sáng chói, thần thánh siêu nhiên, phía trên ngồi xếp bằng một cái nguyên thần tiểu nhân. Nhìn qua giống như là hơi co lại bản Quân Tiêu Dao, toàn bộ nguyên thần đồng dạng tiên khí giạt rào. Đây là Quân Tiêu Dao nội thị, trong lòng kinh ngạc. Hắn trong thần cung vậy mà xuất hiện ba đóa hoa, giống như đại biểu cho đi qua, hiện tại, cùng với tương lai. Mà ba đóa hoa bên trên, chỉ có hiện tại đóa hoa này, hiển hóa ra nguyên thần tiểu nhân. Mặt khác hai đóa tiêu tốn mặt, thì không có vật gì. Đây chẳng lẽ là, Tam Thế Nguyên Thần? Quân Tiêu Dao cực độ kinh ngạc. Hắn từng trong lúc vô tình tại Quân gia tàng kinh các trong cổ tịch gặp qua. Tam Thế Nguyên Thần, chính là hy hữu nhất, tối vi hiếm thấy nguyên thần. Nếu là tu luyện tới đại thành, ba đóa đại đạo chi hoa bên trên ngồi xếp bằng đi qua, hiện tại, tương lai, Tam Thế Nguyên Thần. Trong đó chỉ cần có bất kỳ một cái nào nguyên thần tồn tại, đều có thể bảo trì nguyên thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Này khủng bố tới cực điểm, đơn giản nghịch thiên. Ngoài ra, Tam Thế Nguyên Thần còn có đủ loại năng lực đặc thù, nhất thời đều là khó mà nói rõ. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể lột xác ra Tam Thế Nguyên Thần. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất nguyên thần, từ xưa đến nay, đều không có mấy loại nguyên thần có thể cùng nó so sánh. Thu hoạch lần này, quá lớn. Quân Tiêu Dao chính mình, cũng là nhịn không được cảm thán. Hắn tiên chủng, là chuyên thuộc về mình thần chi nguyên điểm. Nguyên thần của hắn, là từ xưa đến nay cường đại nhất nguyên thần,
Tam Thế Nguyên Thần. Quân Tiêu Dao rất muốn hỏi một câu, còn có ai? Theo Tam Thế Nguyên Thần hình thành, Quân Tiêu Dao tu vi cảnh giới cũng là lại lần nữa tăng vọt. Niết bàn cảnh tiền kỳ, niết bàn cảnh trung kỳ, niết bàn cảnh hậu kỳ, niết bàn cảnh tiểu viên mãn, niết bàn cảnh đại viên mãn. Quân Tiêu Dao lại lần nữa liên tục đột phá 5 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Chung quanh thiên kiêu đều không biết nên lộ ra biểu tình gì. Đối bọn hắn mà nói, hung hiểm vô cùng niết bàn. Đối Quân Tiêu Dao mà nói, giống như chẳng qua là tùy tiện ngồi xếp bằng mấy ngày, liền tùy tiện vượt qua. Tiếp tục, Quân Tiêu Dao ánh mắt trong vắt, hắn cũng không có đình chỉ đột phá. Lâu dài tích lũy, cho Quân Tiêu Dao động lực lớn nhất. Hắn lại đột phá tiếp niết bàn cảnh đại viên mãn, đến thông thiên cảnh. Thông thiên chi cảnh, chính là nguyên thần cùng tiên chủng sinh ra cộng minh, nhất niệm thông thiên. Thông thiên cảnh, cũng có thể gọi là vương hầu. Cái gọi là vương hầu binh khí, liền là thông thiên vương hầu sử dụng thần binh. Lại hướng lên, liền là thần hỏa cảnh, sau đó liền là thông thánh cửu giai. Quân Tiêu Dao Tam Thế Nguyên Thần cùng thần chi nguyên điểm, đều là cấp cao nhất. Cả hai sinh ra cộng minh, cỗ lực lượng kia, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Thông thiên cảnh bình cảnh, cơ hồ là dễ dàng bị đánh vỡ. Quân Tiêu Dao lại lần nữa bắt đầu điên cuồng đột phá. Thông thiên cảnh tiền kỳ, thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh tiểu viên mãn, thông thiên cảnh đại viên mãn. Rung động, sững người, trước nay chưa có trùng kích. Quân Tiêu Dao tu vi đột phá, nhường những hạ giới thiên đó kiêu, từng cái tam quan đều sắp bị lật đổ. Đồng dạng đều là tu sĩ. Vì cái gì chúng ta tu luyện, giống như là đang bò núi. Mà ngươi tu luyện, lại giống như là tại cưỡi tên lửa. Này chút hạ giới thiên kiêu, cả đám đều bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Bọn hắn là phế vật sao? Không, bọn hắn liền phế vật cũng không bằng, cùng Quân Tiêu Dao so sánh. Đơn giản liền là cặn bã, rác rưởi. Đừng nói là này chút hạ giới thiên kiêu. Dù cho Vong Xuyên đám người, đều rất muốn đem trong mắt của mình móc ra, bởi vì không muốn nhìn thấy này tàn khốc một màn. Quân Tiêu Dao điên cuồng đột phá đối bọn hắn mà nói, quá tàn khốc. Người so với người, tức chết người. Đặc biệt là Vong Xuyên, hắn thân là cổ đại quái thai, lúc trước trong tu luyện cũng là thuận lợi đột phá đến thông thiên cảnh đại viên mãn. Hắn trong lòng vừa bay lên một điểm tự tin, cho rằng miễn miễn cưỡng cưỡng, không sai biệt lắm có thể cùng Quân Tiêu Dao tranh phong. Kết quả Quân Tiêu Dao trực tiếp một hơi, liền vượt 3 cái đại cảnh giới, 15 cái tiểu cảnh giới, đuổi ngang hắn. Vong Xuyên trong lòng có câu mụ bán phê không biết có nên nói hay không. Nhưng kế tiếp, Quân Tiêu Dao một câu, lại là lệnh Vong Xuyên này loại cổ đại quái thai, đạo tâm đều kém chút vỡ đầy đất. 14 tuổi mới đi đến thông thiên cảnh, so ta dự đoán muốn chậm chút. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, mặc dù đối với mình thu hoạch rất hài lòng, nhưng vẫn cũ có chút tiếc nuối, cho là mình tốc độ tu luyện vẫn còn có chút chậm. Phốc phốc, Vong Xuyên nhịn không được, khí huyết dâng lên, sống sờ sờ phun ra một ngụm máu. Quân Tiêu Dao, ngươi là ngoan nhân. Chương 272, tung hoành cổ kim 1 tỷ năm, ai có khả năng cùng ta sánh vai? Quân Tiêu Dao, giống như là một cái bạo kích, hung hăng đánh trúng Vong Xuyên, khiến cho đạo tâm của hắn đều kém chút sụp đổ. 14 tuổi cũng đã là thông thiên vương hầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn lên thiên sao? Vong Xuyên đạo tâm một cơn chấn động. Ban đầu cổ đại quái thai đạo tâm, hẳn là cứng như bàn thạch, không thể lay động. Thế nhưng đối mặt Quân Tiêu Dao này, loại từ xưa đến nay đều không từng xuất hiện yêu nghiệt, dù cho cổ đại quái thai cũng gánh không được a, đạo tâm đều muốn sập. Vong Xuyên thật sâu thở phì phò, cưỡng ép nhường dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên đám người, tâm tình cũng vô phương bình tĩnh. Trước đó Quân Tiêu Dao tại tiên vực thế hệ tuổi trẻ, mặc dù có vô địch chi thế, nhưng bản thân tu vi cảnh giới, kỳ thật cũng không tính nổi bật. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tục đột phá 3 cái đại cảnh giới, 15 cái tiểu cảnh giới. Tu vi cảnh giới của hắn, tại tiên vực thế hệ tuổi trẻ, đã triệt để xếp tới cao cấp nhất. Quân Tiêu Dao tu vi không đột xuất thời điểm, đều có thể quét sạch tứ phương. Hiện tại tu vi của hắn triệt để đuổi theo, đạt đến đỉnh điểm, cái kia Quân Tiêu Dao thực lực bây giờ nên mạnh bao nhiêu? Khương Lạc Ly đôi mắt xinh đẹp lập lòe dị sắc. Nếu như tiên vực những thiên đó chi kiêu tử, bất hủ truyền nhân, biết Quân Tiêu Dao tại hạ giới có như vậy tiến bộ, nhất định cả kinh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài a. Nàng rất chờ mong, Quân Tiêu Dao hồi trở lại tiên vực về sau, quát tháo 4 phương oai hùng thần tư. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đạm đứng ở Anh Linh Tế Đàn đỉnh chóp. Cả người lộ ra siêu nhiên xuất trần, thần bí khó lường. Lần này Anh Linh Tế Đàn thuế biến, đối Quân Tiêu Dao tới nói, thu hoạch quá lớn, cải biến cũng quá lớn. Hắn hiện tại, cùng trước đó hắn, căn bản là giống như là 2 cái khác biệt tồn tại. Hiện tại Quân Tiêu Dao nắm giữ đạo thuộc về mình. Cái này đại biểu cho,
Quân Tiêu Dao có khả năng nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Mặc dù cửu thiên thập địa sụp đổ, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không ngã xuống. Bởi vì hắn là một cái, hoàn toàn độc lập với phương thiên địa này cá thể, một cái thiên địa không dung dị số. Tung hoành cổ kim 1 tỷ năm, ai có khả năng cùng ta sánh vai? Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, áo trắng dáng người thẳng tắp mà thon dài, khí thế ngang nhiên, tại tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là tự ngạo, mà là một loại vô địch tự tin phong thái. Nhìn xem Quân Tiêu Dao siêu trần rút tục dáng người, nghe hắn kiệt ngạo không bị trói buộc lời nói, Khương Lạc Ly tâm đều muốn tan, trong mắt mang theo vô cùng sùng bái cùng mê luyến chi sắc. Đừng nói là nàng, thời khắc này Quân Tiêu Dao chỗ tản ra tự tin mị lực, không có bất kỳ cái gì một cái giống cái sinh linh có thể ngoại lệ. Tiểu ma tiên bên khóe miệng, đúng là chưa phát giác có nước miếng chảy xuống. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng có chút thèm Quân Tiêu Dao thân thể. Cho dù là như thanh liên di thế độc lập cơ thanh y, giờ phút này phương tâm cũng khó có thể bình tĩnh. Nàng đạo tâm như liên, ngược lại là không có tùy tiện liền có cảm tình. Bất quá giờ phút này, nàng thần tâm cũng là khó tránh khỏi chập chờn, hơi hơi rung động. Đến mức Nghệ Vũ cùng Yến Thanh Ảnh hai vị này tùy tùng, càng là lộ ra vô cùng sùng bái. Đây chính là bọn họ chỗ tùy tùng công tử, tung hoành cổ kim vô số năm, không có mấy người có tư cách cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Độc lập tế đàn đỉnh chóp Quân Tiêu Dao đang phát ra cảm thán về sau, cũng là thô sơ giản lược sửa sang lại một chút chính mình thu hoạch. Đơn giản nhiều đếm không hết. Thần tượng chấn ngục kình thuế biến. Đại La Tiên Cốt gia tăng. Tu vi đột phá đến thông thiên vương hầu. Đạt được thể thư quyển hạ. Mở ra thuộc về mình con đường. Diễn hóa thần chi nguyên điểm. Còn đánh dấu đà xá cổ đế viêm. Niết bàn bản thân. Đạt được tam thế nguyên thần. Hạ giới quả nhiên không có sai. Thu hoạch lần này, quá lớn. Quân Tiêu Dao chính mình cũng tại cảm khái, thu hoạch rất nhiều. Có thể nói, nếu là hiện tại Quân Tiêu Dao, đối đầu trước đó Quân Tiêu Dao, đây tuyệt đối là hiện lên nghiền ép trạng thái. Bởi vì hiện tại Quân Tiêu Dao, mở ra con đường của mình, nắm giữ đạo thuộc về mình. Chiến lực không thể so sánh nổi. Ánh mắt của hắn, một thoáng liền khóa chặt Vong Xuyên, trong mắt lộ ra một tia không hiểu chi quang. Bị Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm, Vong Xuyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, đúng là có một loại bị viễn cổ mãnh thú để mắt tới ảo giác. Không tốt, đi. Vong Xuyên trong lòng thất kinh, không chần chờ chút nào, quay người lướt ầm ầm ra. Theo Quân Tiêu Dao thuế biến hoàn tất, toàn bộ anh linh tế đàn hạn chế cũng là tiêu trừ. Hết thảy thiên kiêu, có thể tự do rời đi. Vong Xuyên thân hình cướp hướng trời xa, nghĩ muốn chạy trốn. Quân Tiêu Dao thấy thế, cười nhạt lắc đầu. Dù sao cũng là một vị cổ đại quái thai, không đánh mà chạy tính là gì? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hiện tại, phóng nhãn toàn trường. Duy nhất cùng Quân Tiêu Dao có chút thù hận, liền là Vong Xuyên. Đến mức tiểu ma tiên, nàng hiện tại có thể là nghe lời không được, căn bản sẽ không đi cùng Quân Tiêu Dao đối nghịch. Cho nên Quân Tiêu Dao duy nhất cần phải giải quyết, liền là Vong Xuyên. Sau lưng của hắn, tuyết trắng mà thần thánh tự do chi dực nổi lên. Này là ác ma chi dực tiến hóa phiên bản, rửa đi tà ác ma phân, trở nên vô cùng thần thánh. Tự do chi dực hơi chấn động một chút, Quân Tiêu Dao chính là biểu hiện ra hư không cực tốc. Tốc độ này, xa so với trước đó ác ma chi dực, nhanh rất nhiều. Là chân chính đại tự tại, phảng phất có khả năng ngao du chư thiên. Bất quá ngắn phút chốc, Quân Tiêu Dao thân hình, liền xuất hiện ở Vong Xuyên sau lưng. Vong Xuyên giật mình, vội vàng tế ra nhỏ lục đạo luân hồi bàn ngăn cản. Quân Tiêu Dao cũng không có tế ra bàn hoàng kiếm. Hắn hiện tại muốn thử một chút thực lực của bản thân chính mình, cho nên không có mượn nhờ ngoại vật. Quân Tiêu Dao chẳng qua là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. 100 ức cân khủng bố thần lực đổ xuống mà ra. Điều này đại biểu Quân Tiêu Dao tại hiện giai đoạn lực cực hạn. Chục tỷ cân là một cái cực hạn, cũng là cùng thế hệ thiên kiêu chỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao một quyền tan vỡ hư không, trực tiếp hung hăng đập vào nhỏ lục đạo luân hồi trên bàn. Cong một tiếng vang, nhỏ lục đạo luân hồi bàn rung động kịch liệt. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực phản chấn hung hăng khuynh tả tại Vong Xuyên trên thân. Vong Xuyên ngực một buồn bực. Như bị đại chùy đập trúng, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra. Thấy cảnh này cơ thanh y, tiểu ma tiên đám người, đều là nhịn không được kinh ngạc. Đây chính là một vị cổ đại quái thai a, hơn nữa còn là luân hồi thánh thể. Vậy mà một chiêu liền bị Quân Tiêu Dao đánh tan. Trước đó Vong Xuyên cùng Quân Tiêu Dao còn có thể đánh cho có tới có hồi trở lại. Bây giờ lại không chịu được như thế nhất kích. Thực lực của ta, quả nhiên so với trước mạnh mẽ nhiều lắm. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn lần này thực lực tăng lên, quá lớn. Thông thiên cảnh, nhất niệm thông thiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn sức mạnh to lớn, phá diệt bốn phương. Vong Xuyên mặc dù cũng là thông thiên cảnh,
nhưng luận thực lực, rõ ràng không có khả năng cùng Quân Tiêu Dao so sánh. Dù sao Quân Tiêu Dao đi ra thuộc về mình đường. Đúng rồi, thử một lần thần chi nguyên điểm lực lượng. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Hắn là hoàn toàn đem Vong Xuyên cho rằng là đá mài đao, kiểm trắc chính mình đạo. Quân Tiêu Dao trong đan điền, cái kia thâm thúy nguyên điểm, phảng phất diễn hóa lấy thế gian vạn vật, có thuộc về Quân Tiêu Dao chính mình đạo. Một sợi bản nguyên vũ trụ lực lượng lan tràn ra, gia trì tại Quân Tiêu Dao trên thân. Quân Tiêu Dao lại lần nữa đấm ra một quyền. Thoáng chốc, hỗn độn tràn ngập, vũ trụ sáng tạo sinh, thiên địa phá vỡ, phảng phất đi tới khai thiên ích địa nguyên điểm. Quân Tiêu Dao một quyền, phảng phất có thể sáng tạo sinh vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Quân Tiêu Dao giờ phút này, giống như là duy nhất chúa tể, sáng thế diệt thế thần chỉ. Một quyền này xuống tới, Vong Xuyên dọa đến sợ mất mật, cảm giác không giống như là đối mặt cùng thế hệ thiên kiêu, mà là đối mặt một vị chân chính thần. Chương 273, Quân Tiêu Dao thực lực kinh khủng, nghiền ép Vong Xuyên, nô dịch cổ đại quái thai. Thời khắc này Quân Tiêu Dao, khí thế quá thịnh, tựa như một tôn sáng thế thần vương giá lâm. Nhất niệm hủy diệt, nhất niệm sáng tạo sinh. Một quyền này nện xuống đến, tựa như một vùng vũ trụ che đậy tới, mang cho người ta vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giống là một người, đối mặt vô tận hạo hãn vũ trụ, nhỏ bé không nơi nương tựa. Cái này là bản nguyên vũ trụ lực lượng, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một sợi, đều đủ sinh ra năng lượng to lớn. Đừng nói Vong Xuyên đám người, liền Quân Tiêu Dao chính mình, đều có chút kinh ngạc tại cỗ lực lượng này. Trưởng khống hủy diệt cùng tái sinh, cỗ lực lượng này quá kinh khủng, bất quá bây giờ, vẫn chỉ là đang nổi lên kỳ. Quân Tiêu Dao suy tư. Thần chi nguyên điểm, là Quân Tiêu Dao đạo điểm xuất phát. Ngày sau, nguyên điểm còn đem thuế biến, sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Quân Tiêu Dao lực lượng, cũng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Một quyền xuống, đại địa đều luân hãm, bị nện ra một cái phương viên gần ngàn trượng hố sâu. Vô tận vết nứt lan tràn, toàn bộ đại địa, nát vụn. Mà Vong Xuyên cả người, đều là bị nện tiến vào dưới mặt đất, nhỏ lục đạo luân hồi bàn đều là xuất hiện rạn nứt dấu vết. Phải biết, đây chính là chí tôn khí. Mặc dù Vong Xuyên không có khả năng hoàn toàn phát huy ra nhỏ lục đạo luân hồi bàn lực lượng, nhưng cũng tuyệt không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh tan. Nhìn xem một quyền kia liền đem cổ đại quái thai đánh, cho không rõ sống chết Quân Tiêu Dao. Cơ Thanh Y, Tiểu Ma Tiên đám người, không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng khó có thể tưởng tượng, như Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực, hắn những cái kia đối thủ đám địch nhân, sẽ hạng gì thê thảm. Khục khục, có ho ra máu tiếng vang lên. Vong Xuyên từng bước một bước ra hố sâu. Hắn thân thể tàn phá, cái cằm đều là vết máu, cả người khí tức uể oải tới cực điểm. Vong Xuyên trong mắt cũng có mang theo vẻ sợ hãi. Tại hắn chỗ thời đại, Vong Xuyên đạp trước khi đỉnh phong, là cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong. Nhưng ở thời đại này, Vong Xuyên vừa ra thế, liền gặp Quân Tiêu Dao, có thể nói là rất thê thảm. Bằng không, hắn đoán chừng còn đem tiếp tục luân hồi thánh thể rực rỡ. Há, còn chưa có chết. Quân Tiêu Dao hơi có ngoài ý muốn. Không hồ là cổ đại quái thai, vẫn có chút đồ vật ở bên trong. Đổi lại đương đại thiên kiêu, đoán chừng sớm đã bị Quân Tiêu Dao một quyền nện thành thịt băm. Tuy nói Vong Xuyên miễn cưỡng sống sót, nhưng rõ ràng cũng không có sức tái chiến. Kết thúc, Quân Tiêu Dao vẻ mặt bình thản. Trừ phi là có giá trị lợi dụng kẻ địch, Quân Tiêu Dao sẽ tạm thời buông tha, tỉ như Tiêu Trần cùng Dương Bàn đám người. Nhưng này Vong Xuyên, đối với hắn mà nói không có gì dùng, hơn nữa còn là cổ đại quái thai, có nhất định uy hiếp. Quân Tiêu Dao tất nhiên là sẽ không lòng dạ đàn bà, mà là phải nhổ cỏ tận gốc. Cảm thụ được Quân Tiêu Dao sát ý, Vong Xuyên tâm đều lạnh. Hắn chôn giấu tại hạ giới vô số năm, vừa ra thế, còn muốn lấy quét ngang đường đại đây. Kết quả hiện tại liền muốn treo. Vong Xuyên không thể nào tiếp thu được kết quả này, quá khổ cực. Chết, Quân Tiêu Dao vẻ mặt đạm mạc, một trưởng vỗ dưới, trong bàn tay, có bản nguyên chi lực đang lưu động, khiến cho hư không đổ sụp. Một trưởng này bổ xuống, Vong Xuyên lại khó chống cự. Tiểu Ma Tiên xem, khuôn mặt kéo căng. Vong Xuyên cũng xem như minh hữu của nàng, mà lại có khả năng gia nhập Ma Tiên giáo. Nàng bản muốn mở miệng ngăn cản, nhưng làm thế nào đều nói không ra miệng. Quân Tiêu Dao tính cách, Tiểu Ma Tiên cũng tính toán rõ ràng. Hắn lại bởi vì Tiểu Ma Tiên khuyên can mà dừng tay sao? Rõ ràng là không thể nào. Cho nên Tiểu Ma Tiên cuối cùng vẫn không có lối ra khuyên can, miễn cho chọc Quân Tiêu Dao không thích. Nhìn xem Quân Tiêu Dao che đậy mà hạ thủ trưởng, Vong Xuyên cắn răng. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta nguyện ý đầu hàng. Nghe nói như thế, Khương Lạc Ly bọn người là kinh ngạc. Một vị cổ đại quái thai, vậy mà mở miệng đầu hàng. Này lúc trước, là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà Quân Tiêu Dao sắc mặt hào không dao động. Đối với hắn mà nói, Vong Xuyên cầu hay không tha, kết quả đều một dạng. Thấy Quân Tiêu Dao thờ ơ,
Vong Xuyên gắt gao siết quả đấm. Hắn vừa mới vừa phá vỡ phong ấn, còn không có đi tiên vực triển lộ huy hoàng của mình, sao cam tâm cứ như vậy ngã xuống? Chờ một chút, Quân Tiêu Dao, ta đối với ngươi mà nói, còn có giá trị. Vong Xuyên hô. Ừm. Quân Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày. Vong Xuyên cảm thấy nhất quyết. Hắn không muốn cứ như vậy ảm đạm ngã xuống, cho nên chỉ có thể xuất ra vốn liếng cuối cùng. Vong Xuyên đối Quân Tiêu Dao truyền âm, cáo chi một ít chuyện. Tỷ như, hắn là Luân Hồi Ma Tông Thánh Tử, là duy nhất có thể tìm tới Luân Hồi Ma Tông bảo khố người. Tại Luân Hồi Ma Tông trong bảo khố, thậm chí có đế binh, lục đạo Luân Hồi kiểm kê tài sản tại. Nguyên bản, Vong Xuyên là không thể nào tùy tiện khiến người khác biết được việc này. Nhưng bây giờ, vì mạng sống, Vong Xuyên cũng chỉ có thể như thế. Quân Tiêu Dao chỉ trưởng, ngừng lưu tại Vong Xuyên trước người, cách ót của hắn chỉ có 3 thước khoảng cách. Vong Xuyên toàn thân lạnh thấm mồ hôi, vẻ mặt mang theo tái nhợt. Nếu như hắn chậm thêm nói một câu, khả năng hiện tại liền là một bộ không đầu thì cốt. Quân Tiêu Dao ánh mắt tối nhanh chóng. Hắn mặc dù không có 100% tin tưởng Vong Xuyên, nhưng cũng cảm thấy việc này rất có thể. Ngươi hẳn phải biết, lừa gạt bản thần tử xuống tràng. Quân Tiêu Dao tầm mắt trên cao nhìn xuống, mang theo một cỗ lạnh lùng. Tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại Luân Hồi Ma Tông sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn lại có ta một cái người cô đơn, như thế nào dám lừa gạt ngươi cùng quân gia? Vong Xuyên trả lời. Hắn hiện tại, chẳng qua là lẻ loi một mình. Mà Quân Tiêu Dao sau lưng, có thể là khổng lồ bất hủ thế gia. Vong Xuyên như lừa gạt Quân Tiêu Dao, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi có thể sống sót, bất quá, muốn trông hạ nô ấn. Quân Tiêu Dao nửa câu đầu, nhưng Vong Xuyên thở dài một hơi. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền khó xem. Nô ấn, đây là một loại cực kỳ nhục nhã thủ đoạn. Trước đó Quân Tiêu Dao liền là dùng phương pháp kia đối phó Vũ Minh Nguyệt, bất quá về sau vẫn là cho nàng giải khai. Như bị gieo xuống nô ấn, Vong Xuyên sinh tử, ngay tại Quân Tiêu Dao một ý niệm. Nhưng này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn nhưng là cổ đại quái thai. Cổ đại quái thai bị gieo xuống nô ấn, này nói ra ai dám tin. Vong Xuyên âm thầm cắn răng, mở miệng nói, có thể hay không lùi một bước, dù cho trở thành tùy tùng cũng tốt. Trở thành tùy tùng, ít nhất không có gan hạ nô ấn như vậy cực đoan. Mà lại Quân Tiêu Dao đi ra con đường của mình, tương lai nếu không ngã xuống, tất nhiên có thể đăng lâm vô thượng đỉnh phong. Bởi vậy trở thành Quân Tiêu Dao tùy tùng, ngược lại cũng không phải không có thể tiếp nhận. Tùy tùng, tạm thời chướng mắt, mặt khác, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Nghe nói như thế, Vong Xuyên cảm thấy một loại sỉ nhục. Hắn đường đường cổ đại quái thai, thậm chí ngay cả trở thành tùy tùng tư cách đều không có. Quân Tiêu Dao khẽ chau mày, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Luân Hồi Ma Tông bảo khố là hết sức mê người, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không phải muốn lấy được không thể. Đạt được, tự nhiên càng tốt hơn. Đến không đến, trên thân cũng sẽ không ít một miếng thịt. Thấy Quân Tiêu Dao thiếu kiên nhẫn, Vong Xuyên hít sâu một hơi, tại Quân Tiêu Dao trước mặt một gối quỳ xuống. Vì mạng sống, Vong Xuyên chỉ có thể tiếp nhận. Quân Tiêu Dao thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một vệt dị dạng. Vị này Luân Hồi Ma Tông cổ đại quái thai, cũng là co được giãn được. Cổ đại quái thai tâm tính, quả nhiên không phải đương đại những cái kia kiệt ngạo bất tuần thiên kiêu có thể so. Vong Xuyên cởi mở trong óc thần cung, nhường Quân Tiêu Dao gieo nô ấn. Đến tận đây, vị này cổ đại quái thai, triệt để bị Quân Tiêu Dao nắm trong tay, thành làm nô lệ. Tin tức này, nếu để cho tiên vực người biết, không biết muốn nhắc lên bao lớn sóng gió. Bởi vì Quân Tiêu Dao nô dịch, không phải đương đại thiên kiêu, mà là cùng Long Cắt công chúa một dạng cổ đại quái thai. Chương 274, mục tiêu hoàn thành, hạ giới chuyến đi đem kết thúc, tiên vực vấn đạo núi đại đối quyết. Long Cắt công chúa tại Hoang Thiên tiên vực danh vọng, đã không cần nhiều lời, có thể xưng đỉnh phong. Theo lý thuyết, Vong Xuyên nếu như không có đụng phải Quân Tiêu Dao, đồng thời bình yên đi đến tiên vực sau, thanh danh của hắn hẳn là sẽ không yếu Long Cát công chúa bao nhiêu. Mà như vậy dạng một vị, cùng Long Cát công chúa không sai biệt lắm cổ đại quái thai, lại là trở thành Quân Tiêu Dao nô lệ. Một màn này, có chút hí kịch hóa. Tiêu Dao ca ca quá lợi hại, loại sự tình này còn là lần đầu tiên thấy. Khương Lạc Ly mắt đẹp rực rỡ. Từ xưa đến nay, mỗi một lần, nếu có cổ đại quái thai xuất thế, tất nhiên có khả năng hoành ép đương đại thiên kiêu, thậm chí nô dịch một nhóm thiên kiêu. Mà Quân Tiêu Dao thì là trái lại, nô dịch cổ đại quái thai. Mà lại rất có thể, Vong Xuyên chẳng qua là một cái điểm xuất phát. Quân Tiêu Dao ngày sau, sẽ còn nô dịch thậm chí diệt sát mặt khác cổ đại quái thai. Tỷ như Long Cát công chúa, liền là một cái rất tốt bia ngắm. Công tử, Vong Xuyên cúi đầu, đối Quân Tiêu Dao chắp tay, còn có một số không thích ứng, trong lòng thì là không thể làm gì. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Ừm, yên tâm, bản thần tử cũng sẽ không nhàn đến phát chán nhục nhã ngươi cái gì, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành lời hứa của ngươi, nô dịch ta tự nhiên sẽ cởi ra. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn nhưng không có thu người làm nô thói quen. Ân, tuyệt đối không có. Chẳng qua là tại có chút tình huống dưới, không thể không thu mà thôi. Tuyệt không là bởi vì chính mình ưa thích thu nô, mới đi thu. Nghe được Quân Tiêu Dao, Vong Xuyên hơi thở dài một hơi, chắp tay nói, đa tạ công tử, bất quá bảo khố xuất thế, cần cơ duyên, chờ đến thời cơ, tại hạ tự nhiên sẽ tận lực tìm. Luân hồi ma tông bảo khố, chỉ bằng vào Vong Xuyên một người, cũng khó có thể nuốt vào. Cũng không phải cho quân gia, còn có thể có được quân gia phù hộ. Đến lúc đó, hắn nô ấn cũng có thể cởi ra. Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn gieo nô ấn, liền không sợ Vong Xuyên sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Đến tận đây, Quân Tiêu Dao hạ giới mục tiêu, xem như triệt để hoàn thành. Hết thảy đều lộ ra như vậy viên mãn. Quân Tiêu Dao thu hoạch, cũng muốn vượt xa khỏi lúc trước hắn đoán trước. Giống như là, Quân Tiêu Dao chỉ cần một cái cây, kết quả cuối cùng lại đạt được chỉnh cánh rừng. Hạ giới hơi thu một thoáng đuôi về sau, không sai biệt lắm cũng có thể hồi trở lại tiên vực. Quân Tiêu Dao nói, thập đại tội tộc triệt để hủy diệt, bất quá còn có một số kết thúc công việc công tác. Tiêu Dao đạo huynh, Thanh Y cáo từ trước, chắc hẳn sau đó không lâu, liền sẽ tại tiên vực thấy Tiêu Dao đạo huynh lại dương thần uy. Cơ Thanh Y chào hỏi một tiếng, sau đó tự mình rời đi. Nàng như trong ao thanh liên, di thế độc lập. Mặc dù Quân Tiêu Dao biểu hiện, khiến cho trong nội tâm nàng đều là có chút hứa rung động, nhưng tổng thể vẫn tính bình tĩnh. Cái này đại tranh chi thế, Quân Tiêu Dao có lẽ là sáng chói ngôi sao mới, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Nàng thân là tiên nhân giáo thánh nữ, vẫn là biết một chút bí ẩn. Chờ đến tương lai, như có khả năng, tiên cổ hiện thế. Các loại cổ đại quái thai, đại đế di bụng, cổ hoàng con út đều sẽ hiện thân. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao còn có thể bảo trì hiện tại siêu nhiên vô địch chi tư sao? Rất khó nói. Cho nên Cơ Thanh Y trong lòng, không có quá lớn chấn động. Có thể cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Hiện tại, đại tranh chi thế, vừa mới mở màn mà thôi. Nhìn xem Cơ Thanh Y bóng lưng rời đi, Quân Tiêu Dao ánh mắt thâm thúy. Hắn luôn cảm giác Cơ Thanh Y giống như biết một ít che giấu, thái độ đối với hắn có chỗ chuyển biến. Bất quá Quân Tiêu Dao cũng không có suy nghĩ sâu xa. Đối với vị này người người ngưỡng mộ Cơ gia thần nữ, nhân tiên giáo thánh nữ, Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì. Hắn cùng Cơ Thanh Y quan hệ cũng rất khó phân loại. Nói là bằng hữu, còn xa không tới cái kia mức. Nói là địch nhân, lại còn không đến mức. Chỉ là bởi vì Cơ Huyền sự tình, hắn cùng Cơ gia có chút thù hận. Cơ Thanh Y cũng không có đối với hắn biểu lộ ngay thẳng địch ý. Nếu Cơ Thanh Y không có chủ động nhằm vào hắn, Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng lười gây sự. Tiểu Ma Tiên cũng là không có rời đi, nàng xem Vong Xuyên, trong lòng thầm than. Ban đầu nghĩ mời chào Vong Xuyên, nhường hắn gia nhập Ma Tiên giáo, sau đó lại nghĩ biện pháp mưu đoạt luân hồi Ma Tông bảo khố. Hiện tại xem ra, là không thể nào. Tiểu Ma Tiên cũng không thể là vì một cái Vong Xuyên, mà đắc tội chết Quân Tiêu Dao. Chúng ta đi thôi. Quân Tiêu Dao vung tay áo. Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên bốn người, đều là theo hắn mà đi. Tiểu Ma Tiên mắt bánh xe nhất chuyển, cũng là hấp tấp cùng tại Quân Tiêu Dao đằng sau. Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Khương Lạc Ly mắt to tràn đầy cảnh giác, như là hộ ăn nhỏ gà mái. Ai nha, đừng như vậy cảnh giác nha, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta bây giờ không là bằng hữu sao? Tiểu Ma Tiên nháy nháy mắt, thanh thuần vô tội nói. Người nào cùng ngươi là bằng hữu? Chúng ta căn bản cũng không quen. Khương Lạc Ly sẵn giọng. Này là muốn lôi kéo làm quen sao? Nghệ Vũ cùng Yến Thanh Ảnh cũng là im lặng. Bọn hắn mới vừa còn cùng Tiểu Ma Tiên đánh cho có tới có hồi trở lại đây. Kết quả hiện tại, Tiểu Ma Tiên thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến. Bất quá bọn hắn cũng biết, loại chuyển biến này đều là bởi vì Quân Tiêu Dao. Liền cổ đại quái thai đều có thể tiện tay chấn áp tồn tại, Tiểu Ma Tiên tự nhiên cũng không muốn cùng Quân Tiêu Dao chờ người làm địch. Người ta bất quá là thấy Tiêu Dao tiểu ca ca mở ra con đường của mình, mong muốn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận cảm ngộ, cùng tham khảo đại đạo mà thôi. Tiểu Ma Tiên đáng thương nói. Thật là như thế này. Khương Lạc Ly mắt đẹp bộc lộ vẻ ngờ vực. Đó là dĩ nhiên, ta muốn biết Tiêu Dao tiểu ca ca dài ngắn, cũng muốn cho hắn biết ta sâu cạn. Tiểu Ma Tiên nghiêm túc nói. Quân Tiêu Dao nghe vậy, vẻ mặt có chút cổ quái. Là hắn mang theo thành kiến à, làm sao cảm giác có chút ô. Bất quá Quân Tiêu Dao vẫn là trả lời. Rất không cần phải, ta dài ngắn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi sâu cạn nha, theo chiều cao của ngươi liền nhìn ra được. Quân Tiêu Dao, nhưng Tiểu Ma Tiên đều là hơi sững sờ, núm đồng tiền xinh đẹp thoáng chốc đỏ thấu. Nàng cho là nàng lời đã rất có nội hàm. Kết quả gặp cao nhân A.
Tiểu Ma Tiên Trà Sát Quân Tiêu Dao liếc mắt, Tiếu Nhan chứa sẵn giọng, nói miệng không bằng chứng, Tiêu Dao tiểu ca ca không thử một lần, làm sao biết người ta sâu cạn đâu. Không cần, ta sợ một bước đến dạ dày, đội lên ngươi phổi, đến lúc đó Ma Tiên giáo còn muốn tìm ta phiền toái. Quân Tiêu Dao bình thản nói. Nghe được này mê chi đối thoại, Khương Lạc Ly mắt to bộc lộ vẻ mờ mịt, một mặt ngốc manh. Tiểu Ma Tiên vẻ mặt thì đỏ giống như là nhỏ máu. Cho tới nay, đều là nàng trêu chọc trêu đùa người khác. Kết quả hiện tại, trêu chọc không thành bị thảo. Còn muốn nói điều gì sao? Quân Tiêu Dao nói. Không, không được, Tiêu Dao tiểu ca ca, người quá xấu rồi. Tiểu Ma Tiên có chút xấu hổ, đỏ mặt, ấp úng. Nàng thật sợ Quân Tiêu Dao nhất thời hưng khởi, nắm nàng tưởng thật, sau đó đối nàng làm không thể miêu tả sự tình. Hoang cổ thánh thể thận, có thể là hết sức nổi danh, có thể xưng bảo khí, đánh lâu không suy. Nếu như nàng thật bị Quân Tiêu Dao làm hư, Ma Tiên trong giáo, Ma Tiên bảo bên trong những cái kia đại lão tuyệt đối sẽ tìm tới Quân gia. Thấy Tiểu Ma Tiên đều bị đối ngậm miệng không trả lời được, Khương Lạc Ly trong lòng một hồi dễ chịu. Bất quá nàng vẫn là chuyển qua đầu nhỏ, rất có tò mò đối Quân Tiêu Dao hỏi, Tiêu Dao ca ca, một bước đến dạ dày là có ý gì nha? Thấy Khương Lạc Ly một bộ tò mò bò bò bộ dáng, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng. Tiểu hài tử đừng hỏi, này là đại nhân mới hiểu sự tình. Cắt, không nói coi như xong, Lạc Ly chính mình sẽ hiểu rõ. Khương Lạc Ly chu mỏ nói. Nhìn xem Khương Lạc Ly cái kia chưa bao giờ dài cao 1m5 dáng lùn đầu, Quân Tiêu Dao cảm thấy. Khương Lạc Ly chỉ sợ không sớm thì muộn sẽ minh bạch cái từ này là có ý gì. Tại dạng này tùy ý trêu chọc bên trong, Quân Tiêu Dao mấy người cũng là rời đi thập giới kẽ nứt. Mà cũng ngay lúc đó, Hoang Thiên Tiên Vực có một cái bạo tạc tính chất tin tức khuếch tán mà ra. Quân gia trọng đồng người Quân Lăng Thương muốn cùng Tổ Long Xào Long Cắt công chúa. Tại Vấn Đạo Núi, bày ra đỉnh cấp thiên kiêu tranh bá quyết đấu. Tại Quân Tiêu Dao chưa từng hồi trở lại tiên vực tình huống dưới, quân gia đệ nhất danh sách, Quân Lăng Thương đứng dậy, làm quân gia vinh dự mà chiến. Này một trận chiến, đến tột cùng thắng bại như thế nào? Là trọng đồng người đỉnh phong bất bại? Vẫn là cổ đại quái thai che đậy đương đại? Rất nhiều người đều đang chờ mong. Trong lúc nhất thời, các lộ thiên kiêu, bốn phương thế lực, đều là bắt đầu nhích người, hướng phía Vấn Đạo Núi phương hướng bước đi. Này chính là một trận hiếm thấy đại đối quyết, đem kéo ra thiên kiêu tranh bá mở màn. Chương 275, hạ giới kết thúc công việc, tiên thi Phương Hàn, nên giết chết Tiêu Trần. Hoang Thiên Tiên Vực, theo Quân Lăng Thương cùng Long Cắt công chúa ước chiến, mà gió nổi mây phun. Hạ giới, ngược lại là lâm vào bình tĩnh. Thập giới náo động, cuối cùng cũng là đi tới cuối cùng. 10 khối đại lục thiên địa linh khí, cơ hồ đều bị thập giới kẽ nứt cho hấp thu. Cho nên mỗi một khối đại lục linh khí, đều cực kỳ thiếu thốn, phảng phất đi tới mặt pháp thời đại. Tăng thêm trước đó thập đại tội tộc chi loạn, cùng với nghịch thiên thập tử làm ra một chút hỗn loạn, toàn bộ thập giới đều là tàn phá không thể tả, vẫn lạc vô số sinh linh. Nhưng này chút cùng Quân Tiêu Dao đều không có quan hệ gì, ít nhất hiện tại, hắn không phải cái gì tâm hệ thiên hạ thánh nhân. Quân Tiêu Dao đám người, rời đi thập giới kẽ nứt. Bọn hắn tìm đến trước đó tiến vào điểm, sau đó theo đường về trở về. Vạn Tượng Đại Lục, ngoại hải chỗ sâu. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, ầm ầm một tiếng nổ tung. Đủ loại động vật biển thi cốt khối vụn, bạo tung tóe bốn phương, dòng máu nhuộm đỏ mặt biển. Năm bóng người, theo biển sâu bên trong thoát ra. Chính là Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Tiểu Ma Tiên năm người. Mà liền tại Quân Tiêu Dao xuất hiện nháy mắt, Đông Huyền lão tổ đám người xuất hiện. Chúc mừng công tử, thắng lợi trở về. Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên đám người, cùng nhau đối Quân Tiêu Dao chắp tay. Bọn hắn một mực thủ tại ngoại hải, chờ đợi Quân Tiêu Dao trở về. Giờ phút này, Đông Huyền lão tổ đám người tầm mắt, không tự giác rơi vào Quân Tiêu Dao trên thân. Ánh mắt của bọn hắn bỗng dưng ngưng tụ, đáy mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà tại Quân Tiêu Dao trên thân, cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp. Cái này sao có thể? Đông Huyền lão tổ cùng Cổ Nguyên nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn có thể là thánh nhân a. Bây giờ Quân Tiêu Dao tu vi, bọn hắn cũng có thể cảm giác ra tới, đạt đến thông thiên cảnh, trở thành vương hầu. Nhưng cho dù là thông thiên vương hầu, cũng không có khả năng đối thánh nhân tạo thành uy hiếp. Xem ra công tử tại thập giới kẽ nứt bên trong, đạt được không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Đông Huyền lão tổ đáy lòng líu lưỡi. Không hổ là quân gia coi trọng nhất thiên kiêu, Quân Tiêu Dao tốc độ phát triển, thật là đáng sợ. Trước đó Quân Tiêu Dao trong mắt bọn hắn, cũng chính là một vị vô cùng lợi hại hậu bối thiên kiêu mà thôi. Hiện tại Đông Huyền lão tổ thậm chí cảm giác, không được bao lâu, Quân Tiêu Dao khả năng liền sẽ vượt qua bọn hắn. Vất vả các ngươi, chúng ta về trước cổ thần tộc đi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Đông Huyền lão tổ đám người gật đầu,
bọn hắn tự nhiên không có khả năng đến hỏi quân Tiêu Dao đạt được cái gì cơ duyên. Dù sao bọn hắn là tôi tớ. Mà cùng một thời gian, tại thập giới kẽ nứt một chỗ khác cửa vào. Một vị thân mang kim giáp nam tử trung niên, tâm một mực tại chìm xuống dưới. Hắn chính là Bàn Vũ Thần Triều một vị tướng quân, ở bề ngoài, là Dương Bàn người hộ đạo. Nhưng sau lưng, lại là Bàn Vũ Thần Chủ người. Tại hạ giới lúc, Bàn Vũ Thần Chủ từng cố ý căn dặn hắn, nhất định phải nhìn kỹ Dương Bàn. Dùng Dương Bàn cơ duyên và khí vận, là có khả năng nhất tập hợp đủ bàn hoàng kiếm người. Nói không chừng hắn tại hạ giới, có thể thu tập được mặt khác hai thanh kiếm. Mà tại hạ giới về sau, Dương Bàn khí vận cũng xác thực rất tốt, thu hoạch rất nhiều cơ duyên, nhường vị tướng quân này đều có chút líu lưỡi. Dương Bàn đơn giản liền là khí vận con cưng. Cuối cùng, Dương Bàn tiến vào thập giới kẽ nứt, mà bởi vì cảnh giới hạn chế, vị tướng quân này không thể đi vào. Hiện tại, đã có một ít thiên kiêu ra tới, thập giới kẽ nứt cũng phải tiếp tục phong bế. Dương Bàn lại chưa từng xuất hiện. Vị tướng quân này hơi khẽ nâng lên tay, nhìn xem cái kia đã vỡ vụn mệnh bài. Xem ra thật chính là vẫn lạc, bất quá Dương Bàn ngã xuống vẫn là thứ hai, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cũng rơi xuống trong đó, đáng chết. Tướng quân mi mục vô cùng âm trầm. Chuyến này xuống tới, quả thực là mất cả chỉ lẫn trài. Chỉ sợ Bàn Vũ Thần Chủ, đã biết Dương Bàn ngã xuống sự tình. Trời biết đạo hắn sẽ đến cỡ nào chấn nộ. Về trước đi báo cáo tin tức lại nói. Tướng quân sâu thở dài một hơi, quay người rời đi. Một bên khác, quân Tiêu Dao đám người về tới cổ thần tộc. Đại Giận Hoàng Triều Đại Giận Hoàng Chủ mấy người cũng tại. Quân Tiêu Dao không nói gì, trực tiếp nắm bóng mờ thạch lấy ra. Phía trên ghi chép xuống Phương Hàn trước đó, liên hợp Dương Bàn đám người, bắt Khương Lạc Ly, muốn bức hiếp quân Tiêu Dao sự tình. Đại Giận Hoàng Triều mọi người sau khi xem, khiếp sợ không thôi. Đại Giận Hoàng Chủ càng là nhịn không được dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nghịch tử này, có một chút cơ duyên liền bành trướng. Vậy mà làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, là tại hạ quản giáo bất lực, cầu công tử trách phạt. Đại Giận Hoàng Chủ trực tiếp là đối quân Tiêu Dao quỳ xuống. Trong lòng nắm Phương Hàn mắng vạn lần không thôi. Trước đó Phương Hàn chẳng qua là một cái ngốc hoàng tử, cũng không đến Đại Giận Hoàng Chủ coi trọng. Chẳng qua là tại hắn đạt được cơ duyên, trưởng thành về sau mới khiến cho Đại Giận Hoàng Chủ coi trọng một chút. Bất quá Đại Giận Hoàng Chủ cũng không nghĩ tới, Phương Hàn vậy mà như thế to gan lớn mật, dám ra tay với quân Tiêu Dao. Phải biết, nếu như chọc giận quân Tiêu Dao, toàn bộ Đại Giận Hoàng Triều cũng có thể hủy diệt. Mà lại bọn hắn còn không thể có một chút lời oán giận. Nghịch tử này, hại thảm chúng ta. Đại Giận Hoàng Chủ trong lòng giận mắng. Hận không thể nắm Phương Hàn lôi ra tới tiên thi 100 lần. Không nghĩ tới, Phương Hàn lại là như vậy người, là ta nhìn sai hắn. Quân Dĩnh Nhi nói, thua thiệt nàng trước đó mềm lòng, như thế trợ giúp Phương Hàn. Kết quả Phương Hàn lại có như thế lòng lang dạ thú, dám can đảm tính toán quân Tiêu Dao. Công tử, thật xin lỗi, đều là ta, quân Dĩnh Nhi lộ ra áy náy, nghĩ muốn nói xin lỗi. Không liên quan gì đến ngươi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu. Dĩnh Nhi cả gan, hy vọng công tử có thể tha thứ hoàng chủ đám người, bọn họ đều là toàn tâm toàn ý, làm quân gia kính dâng. Quân Dĩnh Nhi cắn môi, đối quân Tiêu Dao uyển chuyển cúi đầu. Nàng tại hạ giới nhiều năm như vậy, Đại Giận Hoàng Chủ đám người đối nàng có nhiều chiếu cố. Quân Dĩnh Nhi cũng không hy vọng Đại Giận Hoàng Triều bị Phương Hàn chỗ liên lụy. Ta xem ra có như vậy hung tàn à, làm sao lại bởi vì một người khuyết điểm, liền giận lây sang các ngươi đâu. Quân Tiêu Dao cười nhạt lắc đầu. Mà một bên Tô Tử Quỳnh đám người nghe nói như thế, nhịn không được có chút oán thầm. Quân Tiêu Dao diệt môn còn thiếu sao? Đa tạ công tử đại ân, Hoàng Triều trên dưới, vô cùng cảm kích. Đại Giận Hoàng Chủ bái tạ. Quân Dĩnh Nhi cũng là ngòn ngọt cười, trong mắt không khỏi càng là bộc lộ ước mơ hâm mộ chi sắc. Quân Tiêu Dao không chỉ thực lực mạnh mẽ, dung mạo tuyệt hảo. Nhân phẩm, tâm tính, càng là không thể nói, đối nàng còn như vậy ôn nhu tha thứ. Quân Dĩnh Nhi tâm đều cảm giác muốn tan, đắm chìm trong quân Tiêu Dao mị lực ở trong. Chật chật, Tiêu Dao tiểu ca ca thật đúng là bác ái a. Một bên tiểu ma tiên chật chật thở dài. Liền ngươi nói nhiều, lại nói, ai bảo ngươi theo tới đó a? Khương Lạc Ly phồng má, có chút nhỏ khó chịu. Chân mọc tại người ta trên thân, người ta muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu ma tiên hì hì cười nói. Hai cái la lị lại là tại cái kia dùm beng. Quân Tiêu Dao thì là nói ra, Dĩnh Nhi, tiếp xuống theo ta hồi trở lại tiên vực, hạ giới kết thúc công việc sự tình, liền giao cho Đại Giận Hoàng Chủ cùng cổ thần tộc trưởng hai vị. Vâng, chúng ta nhất định xử lý thỏa đáng. Đại Giận Hoàng Chủ cùng cổ thần tộc trưởng trả lời. Kết thúc công việc xong, bọn hắn như nguyện ý, cũng có thể hồi trở lại tiên vực. Không lại còn là muốn lưu một nhóm người trấn thủ hạ giới. Hạ giới sự tình. Cuối cùng chấm dứt, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, không biết tiên vực lại chuyện gì xảy ra.
còn có cái kia Tiêu Trần, cũng nên đập chết rồi. Quân Tiêu Dao khóe môi câu lên nhàn nhạt đường cong. Tiêu Trần đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Vì phòng ngừa hắn ở sau lưng làm cái gì ác tâm thủ đoạn nhỏ, Quân Tiêu Dao cũng nên tiễn hắn lên đường. Đến mức Long Cát công chúa. Ân, Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ là nên để cho nàng hóa ra bản thể, ăn luôn nàng đi đâu. Vẫn là kỵ ở trên người nàng, xem nàng như vật cưỡi đâu. Chương 276, đại boss cấp Quân Tiêu Dao khác hồi trở lại tiên vực, xưng vương chi lộ mở đầu, Khương Thánh Y tâm tư. Quân Tiêu Dao tại chỉnh đốn mấy ngày về sau, chính là dẫn một đám người rời đi Vạn Tượng Đại Lục. Tại hồi trở lại tiên vực trước, Quân Tiêu Dao vẫn phải đi Thiên Huyền Đại Lục một chuyến. Hắn không có quên, còn muốn đem Nạp Lan Nhược Hy mang về tiên vực. Ngoài ra, còn muốn đem Liệt Tinh Thần Khôi giao cho Nạp Lan Thế Gia. Này Liệt Tinh Thần Khôi, Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực về sau nhưng không dùng được, chẳng thà lưu tại hạ giới. Tiểu Ma Tiên biết được Quân Tiêu Dao còn muốn đi Thiên Huyền Đại Lục về sau, nàng rốt cục tự mình rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, nàng còn nói lại ở tiên vực cùng Quân Tiêu Dao chạm mặt. Đến lúc đó, lại đến so sánh hơn thua sâu cạn. Đối với này nhí nha nhí nhảnh, thanh thuần vũ mị, còn có một chút nhỏ ô Tiểu Ma Tiên, Quân Tiêu Dao cũng là buông xuôi bỏ mặc, không để ý tới. Hắn cũng không cần thiết bằng bạch trêu chọc một cái Ma Tiên giáo. Mấy ngày về sau, Quân Tiêu Dao đi tới Thiên Huyền Đại Lục, trực tiếp đi đến Nạp Lan Thế Gia chỗ thượng cổ linh sơn. Thấy Quân Tiêu Dao đến, Nạp Lan Nhược Hy mừng rỡ không thôi, tiến lên uyển chuyển cúi đầu. Đây đã là người thứ mấy? Khương Lạc Ly xem sinh lòng ghen tuông. Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, các nàng đều hết sức ưa thích Quân Tiêu Dao, trong con người tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Quân Tiêu Dao xem cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhưng không có tận lực đi trêu chọc bất kỳ một cái nào muội tử, cũng lười làm chuyện như vậy. Muốn trách, thì trách này đáng chết mị lực. Đúng rồi, lại hồi trở lại tiên vực trước, thuận tiện giúp các ngươi bình thái cổ thần sơn. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói. Trước đó, hắn vốn muốn cho Thiên Huyền Đại Lục nhân tộc tự mình giải quyết. Nhưng ở thấy được Vạn Tượng Đại Lục thái cổ thần sơn về sau, Quân Tiêu Dao liền đối với thần sơn cực kỳ chán ghét. Tăng thêm hắn thực lực tăng nhiều, cũng cần đá mài đao, bởi vậy trực tiếp làm ra quyết định. Cái này, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nạp Lan Chiến cũng là ngẩn người. Làm sao cảm giác, diệt cái thái cổ thần sơn, tại Quân Tiêu Dao trong miệng, giống ăn cơm uống nước một dạng tùy ý. Sau đó, mấy ngày, Quân Tiêu Dao trực tiếp dẫn đầu một nhóm người tộc đi tới thái cổ thần sơn. Có 6 cỗ Liệt Tinh Thần Khôi, còn có Đông Huyền Lão Tổ đám người, tăng thêm Quân Tiêu Dao bản thân thực lực phóng đại, còn có Bàn Hoàng Kiếm hộ thân. Này một trận chiến, không có bất ngờ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền kết thúc chiến đấu, toàn bộ thần sơn đều bị săn bằng. Thiên Huyền Đại Lục tai họa ngầm, giải quyết triệt để. Mà Quân Tiêu Dao chỗ cho thấy chiến lực cũng là rung động tất cả mọi người. Thân là Thông Thiên Vương hầu hắn, không chỉ có thể đối phó thần hỏa cảnh cường giả, thậm chí liền đạp vào thông thánh cửu giai, đi đến hư thần cảnh cường giả, Quân Tiêu Dao đều có thể đối phó. Đây quả thực nghịch thiên, khiến cho người không cách nào tưởng tượng. Quân Tiêu Dao thực lực đã dần dần bắt đầu thoát ly người cùng thế hệ, hướng về thế hệ trước bắt đầu xuất phát. Giải quyết thái cổ thần sơn về sau, Quân Tiêu Dao chính là mang theo cả đám trở về Hoang Thiên Tiên vực. Có thể nghĩ, mở ra chính mình con đường Quân Tiêu Dao, như trở lại tiên vực, chỗ nhắc lên chấn động, chính là kinh khủng. Hoang Thiên Tiên vực thiên kiêu cũng căn bản không biết, một cái trong thế hệ tuổi trẻ, có thể xưng boss cấp bậc yêu nghiệt, đem trở về tiên vực, mở ra hắn xưng vương chi lộ. Hoang Thiên Tiên vực, Vấn Đạo núi. Vấn Đạo núi, ở vào Hoang Thiên Tiên vực, 3000 đạo châu một trong cổ đạo châu. Vấn Đạo núi xem như một chỗ có chút nổi danh cơ duyên. Nghe đồn từng có thượng cổ thánh chủ ở đây hỏi, sau đó một bước đăng lâm chí tôn chi cảnh. Cho đến ngày nay, Vấn Đạo núi y nguyên có nồng hậu dày đặc đạo vận đang tràn ngập, là rất nhiều thiên kiêu ngộ đạo phúc địa. Ngày hôm nay, toàn bộ Vấn Đạo núi trước nay chưa có náo nhiệt, bát phương thế lực hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt đều là đầu người. Vấn Đạo núi nhân khí mặc dù không thấp, nhưng cũng không thể sôi động đến loại trình độ này. Duy nhất nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Quân gia đệ nhất danh sách Quân Lăng Thương, cùng tổ long xào cổ đại quái thai, Long Cát công chúa ước chiến. Long Cát công chúa uy danh liền không cần nhiều lời, cổ đại quái thai bản thân liền là một loại cấm kỵ, đại biểu thiên kiêu cực hạn. Chớ nói chi là nàng còn có được thương long cổ hoàng huyết mạch, mặc dù không phải ba đời trong vòng dòng dõi, nhưng huyết mạch cũng đã là cực kỳ cao quý. Trình độ nào đó nói, Long Cát công chúa đều gần sánh bằng những đại đế đó di bụng, cổ hoàng con út. Mà đối thủ của nàng, Quân Lăng Thương, cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Mặc dù bây giờ Quân gia thế hệ tuổi trẻ, lớn nhất đầu ngọn gió bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Quân Lăng Thương yếu. Tại Quân Tiêu Dao chưa từng tiệm xương phong mang thời điểm,
Quân Lăng Thương vẫn luôn là quân gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tăng thêm hắn người mang trọng đồng, một cách tự nhiên cũng là tiên vực đỉnh lưu chí tôn trẻ tuổi. Lúc trước hắn đã từng cùng Long Cát công chúa một trận chiến, cũng không có phân ra rõ ràng thắng bại. Bất quá khi đó, Long Cát công chúa trạng thái cũng không có đi đến đỉnh phong. Quân Lăng Thương cũng chưa từng vận dụng trọng đồng. Mà bây giờ, giữa hai người cuối cùng có khả năng chân chính ganh đua cao thấp. Giờ phút này, vấn đạo núi, trên trời dưới đất đều là người, các tộc sinh linh đều có. Viễn không, có một nhóm phi thuyền lái tới, phía trên đứng đấy một đám người. Là Thánh Linh Thư Viện người, bọn hắn vậy mà tới. Thấy đám người kia, có người phát ra kinh ngạc thanh âm. Nói chung, Thánh Linh Thư Viện, từ trước tới giờ không trộn lẫn bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, cũng sẽ không nhìn khắp nơi náo nhiệt. Mà lần này, Thánh Linh Thư Viện vậy mà xuất hiện, cái kia đại biểu ý nghĩa đã có thể không tầm thường. Này rất bình thường, các ngươi đừng quên, quân Tiêu Dao còn có một thân phận, là Thánh Linh Thư Viện Thánh Tử. Mấy người nói ra, Thánh Linh Thư Viện Đại trưởng lão, còn có Thánh Nữ Hoa Tích Tình bọn người tới. Tuy nói lần này, quân Tiêu Dao không, nhưng Thánh Linh Thư Viện đã cùng quân gia có không cạn quan hệ. Trận chiến đấu này, ở bề ngoài là quân Lăng Thương cùng Long Cát công chúa chiến đấu. Kỳ thật, liền là hoang cổ quân gia cùng thái cổ hoàng tộc đánh cờ, Thánh Linh Thư Viện tự nhiên không thể bỏ qua. Sau đó, lại lần nữa có lâu thuyền bay lượn tới, lâu thuyền bong thuyền, đứng đấy một vị người mặc lăng la váy, khuôn mặt như vẽ, da trắng nõn nà cao quý nữ tử. Rõ ràng là thần triều trưởng công chúa, Vũ Minh Nguyệt. Bản vũ thần triều cũng tới, thật sự là hiếm lạ. Lại sau đó, còn có phi thuyền vượt qua tới, chở một đám người. Cầm đầu là một vị tuyết áo tuyệt thế, như tiên dáng trần nữ tử. Tóc xanh bay lượn, tay áo tung bay, cả người như cùng đạo tương hợp, vô cùng siêu nhiên, thanh lệ thoát tục. Chính là Khương gia thần nữ, Khương Thánh Y. Đối với Khương gia đến, mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Khương gia vốn chính là cùng quân gia mặc cùng một cái quần. Việc quan hệ quân gia vinh dự quyết đấu, Khương gia tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Tiêu Dao, Lạc Ly, không biết hai người các ngươi tại hạ giới như thế nào. Khương Thánh Y đáy lòng khe khẽ thở dài. Mặc dù nàng biết, dùng quân Tiêu Dao thực lực, không thể lại ra cái gì sai lầm. Nhưng chung quy vẫn là sẽ lo lắng. Khương Lạc Ly mặc dù là trộm đi hạ giới, nhưng Khương Thánh Y lại là lòng dạ biết rõ. Nàng không có ngăn cản, cũng không có đi theo, liền là muốn cho Khương Lạc Ly cùng quân Tiêu Dao sáng tạo điều kiện. Không sai, có lẽ dạng này cũng rất tốt. Khương Thánh Y khóe môi mỉm cười, lại là có một sợi chính mình cũng không muốn phát giác đắng chát. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Khương Thánh Y phát hiện, chính mình đối quân Tiêu Dao cảm giác có chút không đúng. Ngay từ đầu, Khương Thánh Y chẳng qua là đêm này, quy tội nàng tiên thiên đạo thai, cùng quân Tiêu Dao hoang cổ thánh thể có một loại nào đó kỳ lạ cộng minh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Khương Thánh Y càng ngày càng cảm giác vô phương lừa gạt mình. Cho nên nàng tình nguyện, đêm này loại mông lung tình cảm bóp chết tại trong trứng nước. Liền xem như không có cái gì phát sinh, cũng rất tốt. Chương 277, thế lực khắp nơi hội tụ, chính chủ đến, quân gia ngoài ra danh sách hiện thân. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đến thế lực cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ những cái kia đứng tại quân gia trận doanh thế lực. Thái cổ hoàng tộc bên này, cuối cùng cũng có người đến. Theo vài tiếng phượng minh vang lên, vạn hoàng linh sơn một đám trưởng lão đến. Trong đó còn có một số khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh. Bọn hắn đều từng tại bàn vũ thần triều yến hội lúc xuất hiện qua, đáng tiếc đều bị quân Tiêu Dao giáo huấn một trận. Sau đó, có tử khí đông lai, tràn ngập khắp nơi, một đám sinh linh xuất hiện. Cái đó là Kỳ Lân cổ động, bọn hắn cũng tới. Có tu sĩ nhân tộc phát ra thấp giọng hô tiếng. Đầu tiên là Tổ Long Xào, sau đó là Vạn Hoàng Linh Sơn. Hiện tại Kỳ Lân cổ động cũng có sinh linh xuất hiện. Thái cổ hoàng tộc liên tục xuất thế, có lẽ cũng là đại biểu, này một cái đại thế, thật muốn mở màn. Kỳ Lân cổ động tới sinh linh không nhiều, bọn hắn càng nhiều là tới xem náo nhiệt. Nghe đồn này quân gia đệ nhất danh sách, từng thi triển qua không hoàn chỉnh Kỳ Lân đại thần thông, làm thật có chút hiếu kỳ. Có Kỳ Lân cổ động tuổi trẻ sinh linh đang cười lạnh. Mặc dù bọn hắn Kỳ Lân cổ động Kỳ Lân đại thần thông luôn luôn không truyền ra ngoài, nhưng cũng khó tránh khỏi tại bên ngoài một chút cổ địa, khả năng tồn tại có thời cổ Kỳ Lân truyền thừa, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nếu là đổi lại mặt khác thế lực bình thường thiên kiêu đạt được Kỳ Lân đại thần thông, chỉ sợ sớm đã bị Kỳ Lân cổ động cường giả tiêu diệt. Nhưng bởi vì là quân gia đệ nhất danh sách đạt được, cho nên Kỳ Lân cổ động cũng là không thể làm gì, không có khả năng xuống tay với quân Lăng Thương. Tiếp theo, nơi xa chân trời lại có khói đen tràn ngập, có điểm xấu chi ý bao phủ, khiến cho người cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh. Cái đó là Đoạ Thần Cung. Trong hắc vụ, có một tòa bạch cốt đại sơn tại chìm nổi, trong đó ngồi xếp bằng một chút hắc bào bóng người.
Đoạ Thần Cung cũng là Hoang Thiên Tiên Vực một phương tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Nguyên bản bọn hắn hung uy hết sức thịnh, kết quả đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình, nhường Đoạ Thần Cung mất hết mặt mũi. Đoạ Thần Cung đỉnh cấp thiên kiêu, Đoạ Thần Tử, tại hạ giới, bởi vì Quân Tiêu Dao mà chết. Đoạ Thần Cung nghĩ nổi giận đều không được, bị Quân Gia sinh sinh đè ép xuống, vô cùng biệt khuất. Lúc này, Đoạ Thần Cung đích thân tới hiện trường, tất nhiên cũng là nghĩ thấy Quân Gia chịu nhục. Lại nói tiếp, các lộ hoang cổ thế gia cũng là đến. Hoang cổ Diệp gia, hoang cổ Cơ gia, còn có Bắc Địa Vương gia. Những thái cổ thế gia này, thái cổ hoàng tộc, bất hủ thế lực đến, khiến cho bốn phương im lặng. Rõ ràng, trận đại chiến này ảnh hưởng, đem 10 phần sâu xa. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm. Cuối cùng, chính chủ tiến đến. Nơi xa, có ánh vàng tràn ngập. Một tòa vàng son lộng lẫy long cung xuất hiện, như là thượng cổ thiên cung, che đậy chư thiên, uy thế hạo nhiên. Trong lòng mọi người run lên, biết được đây là Long Cát công chúa tẩm cung. Ngoài ra, cũng có tổ long xào cường giả hộ tống tới, còn có cái kia long bích trì, cũng tại theo từ trong đám người, phải chứng kiến trận này đại chiến. Mà một bên khác, tử khí hạo đãng. Một vị phong thần như ngọc, thần thái anh rút thanh niên, chân đạp kỳ lân dị thú, giá lâm tới. Hắn hai mắt được màu đen vải, phía trên có phong cấm phù văn, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Khí tức cả người 10 phần cường tuyệt, bất ngờ đạt đến thông thiên vương hầu cảnh. Chính là Quân Lăng Thương, trọng đồng người tới, hắn vậy mà cũng đạt tới thông thiên cảnh. Trước đó vẫn là niết bàn cảnh, hiện tại liền đạt đến thông thiên cảnh, trọng đồng người, danh bất hư truyền. Long Cát công chúa đã sớm đạt đến thông thiên cảnh đại viên mãn, đoán chừng vẫn có thể ép trọng đồng người một đầu. Theo chính chủ đến, bốn phương tám hướng đều là vang lên vô số náo động nghị luận. Lần này Quân Gia tới, không chỉ là Quân Lăng Thương một người. Rất nhiều Quân Gia tộc lão đều tới, bao quát Quân Chiến Thiên cũng tại. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, rất nhiều danh sách đều tới. Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Vạn Kiếp đều tại, còn có đứng tại Quân Lăng Thương bên kia Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc đám người. Quân Linh Lung cũng đi theo tới. Bất quá, tại đây bảy Quân Gia người trẻ tuổi bên trong, còn có hai bóng người, có chút làm người khác chú ý. Bên trong một cái, là một vị đầu đội long quan, thân mang kim giáp thanh niên, nhìn qua lộ ra anh tuấn uy vũ, khí thế bất phàm. Cái đó là Quân Gia đệ nhị danh sách Quân Vô Song, nghe đồn hắn từng chiếm được một vị nào đó thượng cổ chí cường giả truyền thừa, thực lực trong thế hệ tuổi trẻ cũng là hàng đầu tồn tại. Có một ít người thấy cái kia kim giáp thanh niên, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Quân Gia thập đại danh sách, từng cái thiên tư xuất chúng, cơ duyên bất phàm. Mà đệ nhị danh sách đã là cực kỳ cao thứ hạng, gần với Quân Tiêu Dao cùng Quân Lăng Thương. Đến mức một vị khác thì là một cái vóc người sôi động nữ tử. Mái tóc màu đỏ đâm thành đơn đuôi ngựa, dung nhan vũ mị bên trong mang theo một chút khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang, có loại nữ hán tử khí chất. Làm người khác chú ý nhất là thân hình của nàng, quá bốc lửa, bên trên gồ hạ vểnh lên, có thể xưng ma quỷ đường cong. Mặc trên người bó sát người trang phục, lộ ra tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới, có một loại đã khí khái hào hùng lại mị hoặc kỳ lạ khí chất. Là Quân Gia thứ ba danh sách, Quân Mộc Lan, nghe nói nàng người mang chiến thần chi huyết, tuy là nữ tử, nhưng tính tình 10 phần sôi động, thủ đoạn cũng hết sức bạo lực. Nhìn xem tên kia gọi Quân Mộc Lan nữ tử, một chút thiên kiêu rụt đầu một cái. Tại Hoang Thiên Tiên Vực, có thể là có thật nhiều thiên kiêu, đều từng bị Quân Mộc Lan đánh qua. Nhất làm giận chính là, mặc kệ ngươi có hay không trêu chọc Quân Mộc Lan. Chỉ cần nàng tâm tình khó chịu, tuy là đều sẽ đánh người, đơn giản giống như là cái dã man nữ hán tử. Ha ha, trận đại chiến này, có ý tứ. Quân Vô Song một tay chắp sau lưng, cười nhạt một tiếng. Trước đó, Quân Gia danh sách từng chia làm ba phe cánh. Một cái là dùng Quân Lăng Thương cầm đầu, một cái là dùng Quân Tiêu Dao cầm đầu, còn có một phương thì là Quân Vô Song, Quân Mộc Lan đám người. Bọn hắn không đứng bất kỳ bên nào, thái độ không rõ, hay không can thiệp. Thế nhưng hiện tại, bởi vì trận này đại chiến, bọn hắn cũng là hiện thân. Này một trận chiến, liên quan đến ta Quân Gia vinh dự, nếu như Quân Lăng Thương thật thắng, sợ là chúng ta thập đại danh sách đều muốn quy tâm, dùng hắn cầm đầu. Quân Mộc Lan tay trắng vây quanh ở trước ngực, nói ra. Vậy ngươi cho rằng, Quân Lăng Thương lần này có thể thắng sao? Quân Vô Song hỏi. Thân là vạn năm lão nhị, Quân Vô Song là rõ ràng nhất Quân Lăng Thương thực lực. Khó. Quân Mộc Lan suy tư một lát sau, phun ra một chữ. Liền nàng dạng này tính tình sôi động nữ hán tử đều nói khó. Rõ ràng nàng cũng không cho rằng, Quân Lăng Thương có thể chân chính thắng qua Long Cát công chúa. Vậy nếu như, đổi lại số không danh sách Quân Tiêu Dao, hắn có thể thắng được Long Cát công chúa sao? Quân Vô Song tiếp tục hỏi. Quân Mộc Lan lộ ra suy tư, lắc đầu nói, không biết, hắn còn quá non đi. Tại Quân Gia danh sách bên trong,
Quân Tiêu Dao tuổi tác là nhỏ nhất. Nói hắn non, đảo cũng là lời thật. Ngược lại bất luận như thế nào, người nào có thể thắng được Long Cát công chúa, người nào liền là chân chính thập đại danh sách đứng đầu. Quân Vô Song nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Quân Mộc Lan chớp chớp anh khí đôi mi thanh tú. Mà đúng lúc này, cái kia kim sắc trong Long Cung, truyền đến thanh lãnh đạm mạc, cao cao tại thượng lời nói. Quân gia đệ nhất danh sách, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngươi thất bại sao? Theo tiếng nói truyền ra, một đầu màu vàng kim đại đạo, theo Long Cung cửa lớn kéo dài ra. Một đạo khuynh thế tuyệt lệ thân ảnh, như là nữ vương, lãnh diễm bá đạo, giá lâm phàm trần. Chương 278, quân Lăng Thương chiến Long Cát công chúa, bắt đầu quyết chiến. Long Cát công chúa, chính là Hoang Thiên Tiên vực sớm nhất xuất thế cổ đại quái thai. Như không phải là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân, khả năng Long Cát công chúa còn muốn phong tồn một quãng thời gian, mới có thể phá phong mà ra. Mà bây giờ, Long Cát công chúa trước thời gian phá phong mà ra, cũng là đại biểu nàng chiếm cứ tiên cơ. Thời đại này, chiếm cứ tiên cơ, đoạt được thiên địa khí vận, mới có thể từng bước làm thắng. Đây cũng là Long Cát công chúa sau khi xuất quan, lợi dụng cường thế chi tư tranh bá thiên hạ nguyên nhân. Bởi vì tại đây cái đại tranh chi thế, một chút đỉnh cấp thiên kiêu, từ nơi sâu xa, là có thể đoạt được thiên địa khí vận. Giống Tiêu Trần, Dương Bản loại kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là đoạt được quốc vận. Tiêu Trần là Thanh Long cổ quốc vận con trai, mà Dương Bản là Bản Vũ thần triều quốc vận con trai. Nhưng một nước chi vận lại như thế nào có thể cùng toàn bộ tiên vực so sánh? Đến mức hạ giới Lý Đạo Huyền, Lâm Phong, Phương Hàn, Tần Hạo đám người, cũng bất quá chẳng qua là một khối đại lục khí vận con trai mà thôi. Đơn độc một khối đại lục khí vận là xa xa vô phương cùng toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực so sánh. Chính là bởi vì muốn tranh đoạt cái kia trong cõi U Minh Tiên vực khí vận phù hộ, Long Cát công chúa mới có thể cường thế như vậy. Giờ phút này, tại cái kia kim quang đại đạo bên trong, Long Cát công chúa cũng là cuối cùng hiện thế. Nàng thân mang cung trang tiên váy, có loại tiên khí, vô cùng xuất trần. Ba búi tóc đen theo gió rối tung, lười biếng bên trong, lại dẫn một chút lãnh ngạo vũ mị. Hai cái như ngọc sừng rồng, theo tóc xanh ở giữa nhô ra, chiêu kỳ nàng huyết mạch cao quý cùng thân phận. Thân hình của nàng rất tốt, vô cùng cao gầy, tỷ lệ cũng 10 phần hoàn mỹ. Ngọc phong cao ngất, eo thon tinh tế, thon dài cặp đùi đẹp trắng noãn như ngọc, dài mà kinh người. Nàng chân ngọc điểm nhẹ hư không, phơi bày, không có mặc vớ giày, mỗi một cây ngón chân đều trắng nõn sáng loáng, tựa như tinh xảo chạm ngọc, để cho người ta có liếm một cái xúc động. Đây là bởi vì Long Cát công chúa, chân trần xưa nay không rơi xuống đất, càng không dính vào bụi trần, bởi vậy không cần thiết đi giày vớ. Từ chi tiết này, cũng đó có thể thấy được, Long Cát công chúa gì sự cao quý lãnh ngạo, đơn giản liền là Long tộc nữ vương. Theo Long Cát công chúa hiện thân, ở đây rất nhiều nam tính sinh linh, đều là nín thở, hít sâu một hơi. Quá đẹp. Long Cát công chúa mạnh mẽ, mỹ lệ, tự tin, có thể nói là tuyệt đối nữ thần cấp nhân vật. Nữ nhân như vậy, cũng là giỏi nhất dẫn tới nam nhân ham muốn chinh phục. Nếu là có thể chinh phục dạng này một vị tuyệt thế vưu vật, cái kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bất quá, ở đây nam tính thiên kiêu cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Long Cát công chúa thân phận, bối cảnh, địa vị, tạm thời không nói. Chỉ là thực lực, cũng đủ để đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Mong muốn chinh phục dạng này một vị nữ vương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi quân gia cái vị kia thần tử, là không dám đối mặt bản cung sao? Long Cát công chúa tiếng nói thanh lãnh, mang theo một loại kiêu căng. Đây cũng không phải là giả bộ, mà là bẩm sinh cao cao tại thượng. Tiêu Dao Đường đệ đang ở hạ giới xử lý sự tình khác, đối phó ngươi, ta cũng đủ rồi. Quân Lăng Thương đứng chắp tay, ngữ khí nhàn nhạt. Hắn hai mắt tuy bị miếng vải đen được, nhưng cả người khí chất vẫn như cũ siêu nhiên thâm thúy. Nói đến đây ngữ, cũng là làm cho không ít người líu lưỡi. Chậc chậc, không hổ là quân gia đệ nhất danh sách, như vậy khí độ, quả nhiên không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Đúng vậy a, đối mặt cổ đại quái thai, còn có thể dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, không thẹn với trọng đồng người vô địch tên. Quân Lăng Thương lời nói mặc dù lạnh nhạt, lại hàm ẩn một loại lãnh ngạo bá đạo, nhưng rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên. Một chút nữ tính tu sĩ càng là mắt hiện dị sắc. Mặc dù Quân Tiêu Dao là nhân khí tối cao, cũng là hấp dẫn nhất nữ tính. Nhưng ở trước mặt người đời, dù sao vẫn là quá mức lãnh ngạo, cảm giác giống như là cao cao tại thượng tiên, khó thể thực hiện. Mà Quân Lăng Thương liền muốn hơi thân dân một điểm, mà lại hiện tại này loại tranh phong đối lập bá đạo tư thái, cũng là có chút làm người khác chú ý. Trong bất chi bất giác, Quân Lăng Thương cũng là hút một đợt phấn. Xem ra người vẫn là quá vô tri, bản cung năng lực, người vô phương ước đoán. Long Cát công chúa dung nhan, bị hình như có không phải có sương mù bao phủ, thanh âm đạm mạc. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một vị thanh niên, rõ ràng là Tiêu Trần.
Đáng chết, này quân Tiêu Dao lại còn không phó ước, hắn như lại không đến, ta liền phải dùng biện pháp khác. Tiêu Trần đôi mắt biến ảo, trong lòng hiển hiện rất nhiều âm mưu quỷ kế. Hiện tại, bằng vào thực lực, hắn liền quân Tiêu Dao một cọng lông cũng không sánh nổi. Bởi vậy, chỉ có thể thi triển âm mưu. Mà bên này, đại chiến rốt cục bắt đầu. Quân Lăng Thương trực tiếp ra tay, muốn chiếm cứ tiên cơ. Hắn một tay đánh ra mà ra, lập tức tử khí dâng trào, phảng phất tử khí đông lai 3000 dặm, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng Long Cát công chúa. Quả nhiên, không hoàn chỉnh Kỳ Lân pháp. Thấy Quân Lăng Thương thi triển một chiêu này, Kỳ Lân cổ động sinh linh nói nhỏ. Bọn hắn ánh mắt có chút bất thiện, bởi vì đây là thuộc về Kỳ Lân cổ động pháp, lại bị Quân Lăng Thương tại mặt khác cổ đại cấm địa đạt được. Như Quân Lăng Thương lĩnh hội sâu, khả năng nghiên cứu ra đối kháng pháp môn, cái kia gây bất lợi cho Kỳ Lân cổ động. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng là đối Quân Lăng Thương không thể làm gì, không có khả năng uy hiếp được hắn. Thấy Quân Lăng Thương đánh tới, Long Cát công chúa, cái kia bị sương mù bao phủ dung nhan tuyệt thế 10 phần bình thản. Nếu như ngươi vẫn là chỉ có lần trước thực lực, như vậy lần này, một điểm lo lắng đều sẽ không có. Long Cát công chúa cũng ra tay rồi. Nàng vừa ra tay, liền bạo phát ra thông thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Điều này thực rung động mọi người. Thông thiên cảnh đại viên mãn. Hẳn là cho đến tận hôm nay, hiện thế hệ tuổi trẻ bên trong, cao nhất tu vi. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều đang cảm thán. Thông thiên cảnh, sở dĩ được xưng là vương hầu. Là bởi vì đi đến cảnh giới này, có thể nhất niệm thông thiên, nhóm thổ biên giới, trở thành vương hầu cấp bậc nhân vật. Nói chung, không kém nếu là muốn tới trung niên, mới có thể tu luyện đến một bước này. Mà Long Cát công chúa, hiện tại liền đã đạt đến, quả thực làm người kinh ngạc. Đương nhiên, đây là muốn diệt trừ những cái kia chưa xuất thế cổ đại quái thai, cùng với đại đế hậu duệ, cổ hoàng con út các loại. Những cái kia còn đang bế quan ngủ say thiên kiêu, tiềm năng thực lực không cách nào tưởng tượng. Long Cát công chúa tay ngọc nhô ra, trong hư không, hiển hóa ra một cái long chảo. Đây là long tộc thần thông một loại diễn hóa, tên là nghịch long thủ. Một chảo nhô ra, khiến cho hư không đều tại chấn động, như là sóng nước gột rửa. Tiên vực không gian quy tắc kiên cố. Dù cho thông thiên vương hầu, cũng khó có thể tùy ý xé rách hư không. Nhưng chỉ là này loại không gian sóng chấn động, cũng đủ để chứng minh Long Cát công chúa chiêu thức uy lực. Quân Lăng Thương cũng là đạt đến thông thiên cảnh, bất quá còn tại thông thiên cảnh trung kỳ. Hắn dù sao cũng là đương đại thiên kiêu, không giống Long Cát công chúa, là ngủ say cổ đại quái thai. Đánh không thích hợp ví von, đương đại thiên kiêu tựa như là tân thủ người chơi. Mà Long Cát công chúa này loại cổ đại quái thai, thì là người chơi giả dặn kinh nghiệm. Kinh nghiệm, thực lực đều có khoảng cách. Ầm ầm, hai người chiêu thức va chạm, sinh ra chấn động mạnh. Quân Lăng Thương mặc dù ở trên cảnh giới, hơi bị thất thế. Nhưng bản thân hắn nội tình rất cứng, cho nên cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Quân Lăng Thương chiêu thức biến hóa, tử khí hội tụ, hóa thành một đầu kỳ lân, đằng không dài vọt, tựa như đem trên trời tầng mây đều dẫm đạp, đối Long Cát công chúa chấn áp mà xuống. Long Cát công chúa tay ngọc biến ảo, xuyên hoa dẫn điệp. Một cái hoàng kim long ấn đánh đi ra, vô tận long khí tràn ngập. Oanh! Màu tím linh khí cùng màu vàng kim long khí đồng thời nổ tung, gợn sóng nhìn xuống đất làm cho người kinh hãi. Quân Lăng Thương nhíu mày, cảm thấy một loại áp lực. Bế quan mà ra Long Cát công chúa, hoàn toàn chính xác so với trước mạnh rất nhiều. Hắn không do dự, trực tiếp tế ra Kỳ Lân đại thần thông. Tử khí sụp sôi, cuồn cuộn mãnh liệt. Mấy trăm đầu Kỳ Lân hư ảnh, theo bên cạnh hắn hiển hiện. Như vạn mã bôn đằng, ầm ầm phóng tới Long Cát công chúa. Đây là một thức cực chiêu, đủ để nghiền thành mảnh thiên kiêu. Chương 279, cường chiêu đều xuất hiện, Kỳ Lân sinh tử vòng, trọng đồng mở mắt. Không thể không nói, Quân Lăng Thương thiên phú rất cao, ngộ tính rất mạnh. Hắn lấy được mặc dù là không hoàn chỉnh Kỳ Lân đại thần thông. Nhưng ở lâu dài trong tham ngộ, hắn thu hoạch rất lớn, còn diễn biến ra đủ loại biến hóa khác. Dù cho Kỳ Lân cổ động sinh linh, đều là xem sửng sốt một chút. Còn tốt hắn không có đạt được hoàn chỉnh Kỳ Lân đại thần thông, bằng không, hắn đối Kỳ Lân đại thần thông lĩnh hội, chẳng phải là có thể so với Kỳ Lân tử rồi. Một vị Kỳ Lân cổ động sinh linh thở dài. Trong miệng hắn Kỳ Lân tử, cũng không phải là loại kia hình dung tử, mà là chỉ Kỳ Lân cổ động một vị tuyệt thế thiên kiêu, tên là Kỳ Lân tử. Đương nhiên, vị kia Kỳ Lân tử, cũng đang bế quan, chưa xuất thế. Hắn như xuất thế, chắc chắn lại lần nữa nhắc lên một trường phong ba, nó địa vị có thể so với tổ long xào long ngạo thiên. Thấy Quân Lăng Thương thi triển cường tuyệt chiêu thức, Long Cát công chúa đôi mắt đẹp cũng là thoáng lộ ra một sự ngoài ý muốn. Quân Lăng Thương, so với nàng trong tưởng tượng, muốn hơi phiền toái một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Long Cát công chúa tay ngọc biến ảo, một khỏa ánh vàng lấp lánh long thủ ngưng tụ mà ra. Long thủ há miệng, phát ra một tiếng long ngâm thét dài.
vừa kêu vang chín tầng trời. Toàn bộ vấn đạo dãy núi đều tại vù vù rung động, núi đá lăn xuống mà xuống. Càng có một ít tu vi hơi yếu thiên kiêu kêu thảm một tiếng, bưng kín lỗ tai, màng nhĩ đều là bị đánh vỡ, có máu tươi chảy ra. Long Cắt công chúa thi triển là một môn kinh khủng long tộc thần thông, Thiên Sơn Long Ngâm. Nghe đồn long tộc vừa hống, thiên sơn xé rách. Chiêu này chính là bởi vậy diễn hóa tới. Kinh khủng sóng âm lực lượng, trực tiếp là đem cái kia kéo tới mấy trăm đầu kỳ lân hư ảnh chấn vỡ. Quân Lăng Thương thấy thế, pháp lực bắn ra, thi triển ra quân gia một môn hộ thân pháp môn. Sóng âm đánh vào phòng ngự pháp môn bên trên, bị triệt tiêu mà đi. Quân Lăng Thương thì là chân đạp huyền ảo bộ pháp, một cước bước ra, phảng phất kỳ lân nhảy lên trời cao, thoáng chốc liền lách mình đến Long Cắt công chúa ngay phía trên. Hắn một cước đạp xuống, như là viễn cổ kỳ lân đủ hạ xuống. Đây cũng là kỳ lân đại thần thông một loại hiển hóa, tên là kỳ lân đủ. Long Cắt công chúa tay ngọc hóa ấn, hiển lộ ra một phương màu ngọc bạch ấn kết. Đây cũng là một môn cường chiêu, Ngọc Long ấn. Oanh, 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 liên tục mấy tiếng nổ vang. Kỳ lân đủ cùng Ngọc Long ấn va chạm, bắn ra đạo vệt sóng gợn. Này loại đối chọi gay gắt cường cường quyết đấu, cũng là làm người nhìn không chuyển mắt. Quân Lăng Thương bắn ra thông thiên cảnh pháp lực, cả người giống như bùng cháy. Hai tay của hắn nari hư không, tử khí hội tụ, biến thành một mảnh màu tím luân bàn. Quân Lăng Thương song trưởng thôi động, như cùng ở tại đẩy một đạo sinh tử cối xay. Làm sao có thể, đó là kỳ lân sinh tử vòng. Kỳ lân cổ động người, xem con mắt đều trừng lớn, trong mắt đều muốn nổi bật tới. Kỳ lân sinh tử vòng, đây là kỳ lân đại thần thông bên trong, có chút thâm ảo một môn cường chiêu. Quân Lăng Thương chỉ nắm giữ không hoàn chỉnh kỳ lân đại thần thông, lại có thể thi triển ra một chiêu này, khiến cho người giật mình. Lăng Thương đại nhân quả nhiên lợi hại. Quân Lăng Thương tùy tùng, Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc đám người, trên mặt đều có lấy một sợi vẻ kích động. Mà Quân Vô Song, Quân Mộc Lan hai người, cũng là có chút líu lưỡi. Quân Lăng Thương thực lực quả nhiên vẫn là mạnh a. Quân Vô Song lắc đầu nói. Nói nhảm, bằng không, ngươi làm sao lại một mực làm vạn năm lão nhị đâu. Quân Mộc Lan hừ một tiếng nói. Quân Vô Song mặt tối sầm. Này Quân Mộc Lan, quả nhiên là cái thẳng tính nữ hán tử, nói chuyện đều không mang theo một điểm uyển chuyển. Thấy Quân Lăng Thương cường chiêu kéo tới, Long Cắt công chúa vẻ mặt bình thản. Dung nhan của nàng vẫn luôn bị che giấu tại hình như có không phải có trong sương mù, khiến cho người nhìn không ra nét mặt của nàng, lộ ra vô cùng thần bí, thâm bất khả trắc. Long Cắt công chúa tay ngọc đánh ra mà ra, đồng dạng thi triển ra chân long đại thần thông bên trong cường tuyệt một chiêu. Tổ Long Đoạn Thương Vũ. Theo Long Cắt công chúa cường chiêu tế ra, hư không bên trong, pháp lực sục sôi, long khí tràn ngập. Loáng thoáng, phảng phất có một đầu vô cùng to lớn tổ long hư ảnh hiển hiện. Làm đạo hư ảnh này nổi lên lúc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp. Một chút tu vi hơi yếu người, càng là nhịn không được một gối quỳ xuống, bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ áp lực kinh khủng. Cái kia chẳng lẽ là chân chính tổ long? Một chút nhân vật thế hệ trước đều là hít một hơi thật sâu. Tổ long xào, liền là dùng tổ long mệnh danh. Đây là một loại khủng bố tới cực điểm sinh linh. Chân chính tổ long, có thể là liền đại đế, đều khó mà chống lại vô thượng tồn tại, quân lâm tiên vực. Long Cắt công chúa, đương thời xưng vương. Tổ long xào một chút sinh linh đều là xúc động cuồng nhiệt đạo cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn biết được, loại chiêu thức này, chỉ có nghĩ Long Cắt công chúa này loại, trong cơ thể bao hàm tổ long chi huyết hậu duệ, mới có thể thi triển mà ra. Đây là một loại lớn sức mạnh to lớn, đại biểu từ nơi sâu xa, tổ long lực lượng gia trì. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng giống như mang theo một cỗ phá diệt chư thiên lực lượng. Ầm ầm, tổ long hư ảnh, chậm rãi nhô ra long chảo. Một chảo ra, phảng phất cắt đứt bầu trời thương vũ, khí tức khủng bố tới cực điểm. Quân gia một chút tộc lão, tay cầm nhịn không được nắm chặt, để gấp thần tâm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đương nhiên, bọn hắn không phải đối Long Cắt công chúa ra tay, mà là chuẩn bị tùy thời cứu Quân Lăng Thương. Bởi vì so với Quân Lăng Thương tính mệnh, quân gia thanh danh cũng là thứ yếu. Trọng đồng người, không cho sơ thất. Cảm thụ được cái kia bài sơn đảo hải mà đến khủng bố uy thế, Quân Lăng Thương như sóng cuồng bên trong đá ngầm, bất động không dao động, dáng người thẳng tắp. Hắn song trưởng thôi động kỳ lân sinh tử vòng, như là nghiền ép chư thiên sinh tử cối xay, những nơi đi qua, hư không chấn động, tầng mây sụp đổ. Oanh! Chiêu thức va chạm như bình mà sấm sét, thanh âm vang vọng 10 vạn dặm. Tại đây đến cực điểm va chạm bên trong, Quân Lăng Thương liền lùi lại 100 bước, lồng ngực khí huyết sôi trào, thân thể chấn động. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù, mong muốn hóa giải cỗ này trùng kích, bất quá vẫn là thụ một điểm thương. Song, quân gia trọng đồng người đã rơi vào hạ phong. Quả nhiên, cổ đại quái thai không cách nào chiến thắng sao?
Thấy cảnh này, rất nhiều người đang cảm thán. Đặc biệt là một chút tuổi trẻ thiên kiêu, kỳ thật trong lòng bọn họ là mơ hồ hy vọng quân Lăng Thương có thể chiến thắng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn không hy vọng thấy cổ đại quái thai xưng tôn. Thời đại này là thuộc về bọn hắn đương đại thiên kiêu thời đại. Dựa vào cái gì cổ đại quái thai có thể đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên? Một chiêu rơi vào hạ phong, Long Cát công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vài cái chân long đại thần thông nghiền ép mà đi, đều là tài liệu thi tổ long hư ảnh lực lượng. Dù cho mạnh như quân Lăng Thương, đều là bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Quân Chiến Thiên trở quân gia tộc lão, tâm đều là hung hăng chìm xuống. Tuy nói có bọn họ, quân Lăng Thương không có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu bại, đối quân gia danh vọng mà nói, là đả kích cực lớn. Tổ Long Xào cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, hung hăng chế nhạo quân gia. Vẫn chưa được sao. Quân Vô Song, quân Mộc Lan đám người, lông mày đều là nhăn lại. Mặc dù quân gia thập đại danh sách, lẫn nhau trong gia tộc, là cạnh tranh quan hệ. Nhưng nếu gặp được ngoại địch, vậy dĩ nhiên là một mực đối ngoại, cho nên quân Vô Song đám người, cũng không hy vọng quân Lăng Thương bại. Ít nhất không thể bại thảm như vậy. Kết thúc. Long Cát công chúa tay ngọc đối quân Lăng Thương trấn áp mà xuống, tư thái cực kỳ cao ngạo, phảng phất là mong muốn chụp chết một con run dế. Cái này khiến quân gia rất nhiều người trẻ tuổi đều là tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phẫn uất không thôi. Quân Lăng Thương có thể là quân gia đệ nhất danh sách, sao có thể dùng như thế khuất nhục phương thức chiến bại. Quân Lăng Thương, tóc dài tung bay, khóe miệng ho ra máu. Nhưng sắc mặt của hắn, thủy chung đạm mạc như băng, không có biến hóa. Trọng đồng chi lộ, cổ kim vô song, muốn cho ta bại, si tâm vọng tưởng. Quân Lăng Thương hét dài một tiếng, sợi tóc loạn vũ. Hắn hai mắt được màu đen vải, bốc cháy lên hỏa diễm, từng khúc hóa thành tro bụi. Hai đạo kinh khủng đồng quang, tê thiên liệt địa, dung chuyển càn khôn, phảng phất phá vỡ đại thế mịt mờ. Trọng đồng, mở mắt. Chương 280, quyết liệt chiến đấu, trọng đồng oai, long văn hắc kim thánh kiếm phân thắng thua. Trọng đồng, cổ kim vô song tuyệt thế thiên phú một trong. Tại 3.000 thể chất bên trong, bài danh vị trí thứ 30, cường tuyệt tới cực điểm. Thời cổ từng có trọng đồng người, hai mắt mở, tắc thiên địa thư thái. Hai mắt bế, thì thế giới hắc ám. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản hình dung, lại đủ để chứng minh, này loại trời cao ban cho thiên phú, là cường đại dường nào mà khủng bố. Trọng đồng người, tại bất kỳ một cái nào thời đại, nếu là xuất hiện, tất nhiên sẽ đứng tại thời đại kia đỉnh điểm, trở thành thời đại lộng triều nhân. Mà bây giờ, phong ấn quân Lăng Thương hai mắt màu đen vải, từng khúc cháy làm cho bụi. Một đôi lưu chuyển khủng bố khí thế đồng tử mắt xuất hiện. Chỉ là một sợi ánh mắt, đều phảng phất đã nứt ra thiên địa, vỡ nát càn khôn. Khí tức cường hãn đến làm người vô phương tin. Quân gia đệ nhất danh sách, cuối cùng tế ra cấm kỵ của hắn thần thông. Đúng vậy a, quá kinh khủng, chỉ là nhìn một chút, đều đủ để diệt sát bình thường thiên kiêu. Làm thấy quân Lăng Thương tế ra trọng đồng lúc, vấn đạo núi bốn phương tám hướng, vang lên vô tận tiếng ồ lên. Lần trước, quân Lăng Thương cùng Long Cát công chúa đối đầu, cũng không có sử dụng hắn cái này một thiên phú thần thông. Bởi vì khi đó, quân Lăng Thương trọng đồng, còn tại thuế biến thời kỳ. Mà bây giờ, quân Lăng Thương cuối cùng có khả năng không hề cố kỵ, thi triển mà ra. Cái này cũng đại biểu, quân Lăng Thương xem như thông suốt lấy hết toàn lực, muốn giữ gìn quân gia danh dự. Quân Lăng Thương mắt phải, có khí thế khủng bố hiển hiện, đen nhánh chùm sáng bắn mạnh mà ra, như minh hỏa bừng bừng, đốt sập hư không. Oanh! Đạo ánh sáng này buộc, đúng là trực tiếp xuyên thủng cái kia tổ long hư ảnh, khiến cho bắt đầu sụp đổ. Một màn này, cũng là lệnh rất nhiều người hít sâu một hơi. Trọng đồng vừa mới giải phong, liền hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Nguyên bản cho rằng quân Lăng Thương sẽ thảm bại tu sĩ, hiện tại cũng là có chút do dự. Thấy biểu hiện như vậy, Long Cát công chúa không có quá mức ngoài ý muốn. Rất tốt, ngươi nếu không tế ra trọng đồng, bản cung ngược lại sẽ có chút thất vọng, liền để bản cung tới gặp một lần. Này trọng đồng đến cùng có phải hay không chỉ là hư danh? Long Cát công chúa lời nói, thanh lãnh mà đạm mạc, mang theo một cỗ tự tin và cao cao tại thượng. Mặc dù quân Lăng Thương tế ra trọng đồng, nàng như cũ lạnh nhạt đối mặt. Như thế nhường mấy người, đối Long Cát công chúa càng là lo mắt mà nhìn. Không hổ là cổ đại quái thai, như vậy tâm tính, đơn giản không có người nào. Quá phận tự ngạo, chẳng qua là ngu xuẩn mà thôi. Quân Lăng Thương ánh mắt lãnh khốc, lại lần nữa ra tay. Có trọng đồng gia trì, pháp lực của hắn tăng vọt, thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người phát hiện, quân Lăng Thương tốc độ, giống như biến nhanh hơn rất nhiều. Không, không đúng, không phải quân Lăng Thương tốc độ biến nhanh, mà là trong mắt hắn, Long Cát công chúa tốc độ trở nên chậm. Mấy người hoảng sợ nói. Trọng đồng, có được đủ loại năng lực khó tin. Trong đó có một hạng năng lực,
liền là thả chậm tốc độ của đối thủ, bắt được mỗi một cái nhược điểm quan khiếu. Này cực kỳ khủng bố, liền muốn mắt ưng, có thể thả chậm, tiếp theo dò xét ra kẻ địch bất luận cái gì nhược điểm. Hiện tại, Quân Lăng Thương liền là thi triển loại năng lực này. Hắn mãnh liệt ra tay, một tay thi triển kỳ lân pháp, tay kia tịnh chỉ làm kiếm, kiếm khí mịt mờ, thi triển ra quân gia lục tiên kiếm quyết. Hai thức cường chiêu gia trì, còn có trọng đồng phụ trợ, Quân Lăng Thương lập tức liền biểu hiện ra mạnh mẽ áp chế lực. Long Cắt công chúa, đúng là cũng bị đánh cho lui về phía sau mấy bước. Công chúa điện hạ, Tổ Long Xào bên kia, có sinh linh nhịn không được hơi biến sắc. Ngược lại là Long Cắt công chúa bốn vị thuộc hạ, Thương Long tướng, Xích Long tướng, Hắc Long tướng, Bạch Long tướng, vẻ mặt bình thản, mang theo một bộ xem trò vui tư thái. Quân gia vẫn là quá ngây thơ rồi, công chúa điện hạ nội tình cùng thực lực là bọn hắn vô phương phỏng đoán. Đúng đấy, Trọng Đồng mặc dù không tệ, nhưng nếu muốn đánh bại công chúa điện hạ, vẫn là quá ngây thơ rồi. Bốn vị Long tướng, thần niệm truyền âm, đều là mang theo một sợi khinh thường. Quả nhiên, Long Cắt công chúa cũng bắt đầu phản kích. Long đế điển, lôi long liệt không kích. Long Cắt công chúa tóc xanh phất phới, thi triển cường tuyệt chi chiêu. Nàng toàn thân pháp lực sục sôi, hư không chấn động, lôi đình lấp lánh, long khí bắn ra ở giữa, ngưng tụ làm một đầu kinh khủng lôi đình cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, đánh tan trời cao. Là Long đế chí tôn pháp. Cảm thụ được này cỗ kinh khủng uy năng, rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên. Long Cắt công chúa, rốt cục thi triển ra lá bài tẩy của nàng một trong, chí tôn công pháp, Long đế điển. Lôi long liệt không, thét dài cửu thiên, khắp nơi đều là trải rộng sấm sét lực lượng, nhốn nháo hư không, bạo nứt thiên địa. Hừ, Quân Lăng Thương hừ lạnh một tiếng, mắt phải bắn ra ô quang, đồng tử mang kinh thế, hỗn loạn càn khôn. Hai người lẫn nhau ra chiêu, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, va chạm hơn trăm lần, gợn sóng mạnh tuyệt, khiến cho người líu lưỡi. Đây quả thực không giống như là hai cái thông thiên cảnh vương hầu tại chiến đấu, giống như là hai vị thánh nhân chí tôn tại va chạm. Tất cả mọi người đang khẩn trương quan tâm. Này một trận chiến, đã đạt đến quyết liệt. Đến tột cùng là quân gia Trọng Đồng người uy thế vô địch. Vẫn là Tổ Long Xào cổ đại quái thai che đậy thiên hạ. Oanh! Lại là nhất kích va chạm. Quân Lăng Thương bước chân lui ra phía sau hai bước, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Bởi vì mặc dù tại hắn Trọng Đồng quan sát dưới, Long Cắt công chúa nhược điểm sơ hở, cũng là ít đến thương cảm, cơ hồ không có. Long đế điển, xích long phần thiên mang. Long Cắt công chúa chiêu thức lại biến, một đầu xích long hiển hiện hư không, lửa cháy hừng hực, phảng phất có khả năng đốt sập thương khung. Quân Lăng Thương lách mình mà cản, lại là bất ngờ phát hiện, chung quanh hỏa diễm, đúng là như là có ý thức hội tụ mà lên. Cuối cùng hóa thành một ngụm màu đỏ thắm hỏa lô, đem Quân Lăng Thương giam ở trong đó. Xích viêm dậy sóng, phần thiên hủy địa phương. Quân Lăng Thương ở trong đó, nguy hiểm có thể nghĩ. Không ổn. Quân Vô Song, Quân Mộc Lan đám người hơi biến sắc. Đây là Long Cắt công chúa tuyệt sát. Quân Chiến Thiên các tộc lão cũng là thần tâm siết chặt. Quân Lăng Thương mặc dù không phải bọn hắn nhất mạch, nhưng chung quy là quân gia người. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng đám người, vẻ mặt cũng là khó coi. Mà lúc này, có người kinh hô lên. Làm sao có thể? Quân gia người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện trong hỏa lò, Quân Lăng Thương mắt trái, có màu trắng thần mang chảy xuôi, hóa thành vòng bảo hộ, bao phủ hắn thân, không nhận xích viêm đốt cháy. Trọng Đồng quả nhiên khủng bố, mắt trái mà sống, mắt phải làm chết, đồng tử mắt đang mở hí, sinh tử lưu chuyển. Mấy người kinh ngạc tán thán. Tại Long Cắt công chúa hung hăng như vậy áp chế, Quân Lăng Thương vậy mà có thể chống đỡ được. Hắn trong lòng mọi người, đã là vô cùng ưu tú. Ta Quân Lăng Thương, tuyệt không nhận thua. Quân Lăng Thương một tiếng chấn uống, song đồng kinh thế. Một đạo bạch mang, một tia ô quang, theo hắn trong con người bắn ra mà ra. Sinh tử áo nghĩa lưu chuyển, và chạm lẫn nhau, bộc phát ra kinh người gợn sóng, trực tiếp là đem cái kia xích viêm hỏa lô chấn vỡ. Quân Lăng Thương triệt để không thèm đếm xỉa, hiển hóa ra Trọng Đồng chí cao áo nghĩa. Đôi mắt đang mở hí, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Dù là Long Cắt công chúa, dung nhan cũng là ngưng tụ. Không thể không nói, Trọng Đồng người hết sức khó giải quyết. So với nàng tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Long đế điển, kim long bất hủ lá chắn. Long Cắt công chúa hiển hóa chí cao phòng ngự pháp môn, kim long bay lên trời, hóa thành một mặt màu vàng kim long lá chắn. Oanh! Trọng Đồng khủng bố thần mang rơi vào trên đó, khiến cho màu vàng kim long lá chắn kịch liệt chấn động. Long Cắt công chúa thừa cơ, tay ngọc bắt ấn, hắn tóc xanh phía trên, một cây châm cài tóc bộ dáng đồ vật, đột nhiên phá không mà đi. Tại nửa đường, hóa thành một ngụm hắc kim sắc thánh kiếm. Chính là Long Cắt công chúa thiếp thân binh khí, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm. Long Văn Hắc Kim, cùng Luân Hồi Đạo Kim,
thần ngân tử kim một dạng, đều là dùng tới chế tạo đế binh tài liệu. Cho dù là quân Tiêu Dao diệt bá thánh vương thủ sáo, cũng chỉ là xen lẫn một chút thần ngân tử kim. Mà này chỉnh thanh kiếm, đều là do Long Văn Hắc Kim chế tạo thành. Bởi vậy rõ ràng, chuôi này thánh kiếm uy lực, cường đại cỡ nào. Một kiếm ra, càn quét hoàn vũ. Dù là quân Lăng Thương, nhất thời đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Long Văn Hắc Kim thánh kiếm quét trúng. Máu tươi trời cao, quân Lăng Thương thân hình nhanh lùi lại. Bại. Giờ khắc này, toàn bộ vấn đạo núi chung quanh, rất nhiều thế lực, vô số sinh linh, đều là hiểu rõ. Kết cục đã định. Chương 281, chân chính nhân vật chính giá lâm, trừ ta ra, ai dám xưng vương xưng bá. Quân Lăng Thương thân hình nhanh lùi lại, có máu tươi tung tóe vẩy mà ra, mười phần thê diễm. Long Văn Hắc Kim thánh kiếm, uy thế quá thịnh, như là có từng con chân long hư ảnh quấn quanh ở phía trên. Đây là Long Cát công chúa thiếp thân binh khí, cũng là tổ long xào thời cổ hoàng lưu lại đồ vật. Mặc dù còn không có triệt để đi đến đế binh trình độ, nhưng cũng là tuyệt đối đỉnh cấp chí tôn khí, đoán chừng đều sắp tiếp cận chuẩn đế binh. Bây giờ bị Long Cát công chúa đột nhiên tế ra, một chiêu đả thương nặng quân Lăng Thương. Hèn hạ, vô sỉ. Cái này cũng gọi cổ đại quái thai. Quân gia có người tuổi trẻ đang gào thét. Quân Lăng Thương cùng Long Cát công chúa hai người chiến đấu, đều là dùng thần thông pháp lực đối kháng. Mà Long Cát công chúa lại là đột nhiên tế ra chí tôn khí, đổi lại là người nào đều sẽ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Bất quá, cùng quân gia những người tuổi trẻ kia so sánh, thập đại danh sách đám người cũng là tương đối bình tĩnh, chẳng qua là thật sâu thở dài. Thế gian này chiến đấu, nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói. Quân Vô Song cảm thán. Long Cát công chúa không chỉ bản thân thực lực mạnh mẽ, nội tình cũng là cường tuyệt. Đủ loại chí tôn pháp, chí tôn khí, căn bản không thiếu. Giờ phút này, quân Lăng Thương lồng ngực, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ngang. Quân Lăng Thương sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Hắn mắt trái trọng đồng, vệt trắng phun trào, vết thương trên người bắt đầu cầm máu. Ngươi đã thua, không hề nghi ngờ. Long Cát công chúa ngữ khí đạm mạc. Đối với quân gia người tuổi trẻ những cái kia giận mắng cùng kêu gào, nàng nhìn như không thấy. Thế gian này, vốn cũng không có công bằng có thể nói. Ngày sau như đế lộ mở ra, ai còn sẽ quan tâm công bằng một trận chiến, có thể đoạt được cơ duyên, sống sót mới là đạo lý quyết định. Long Cát công chúa thân là cổ đại quái thai, đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, rất sớm đã nhận thức được chân tướng. Ta còn không có bại. Quân Lăng Thương khẽ quát một tiếng. Hắn còn có sức chiến đấu, chưa từng hết đạn cạn lương, không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn sở dĩ như vậy kiên trì, chủ yếu vẫn là vì quân gia danh dự. Đương nhiên, còn có một cái khác lý do. Liền là quân Lăng Thương biết, tại sâu trong hư không, có một ánh mắt đang chăm chú hắn. A Cửu. A Cửu cũng không có theo quân Tiêu Dao hạ giới, cho nên nàng hiện tại, hẳn là ẩn núp trong bóng tối, quan sát trận chiến đấu này. Quân Lăng Thương không nguyện ý, tại A Cửu trước mặt lạc bại. Không cần, tiếp tục nữa, cũng không có ý nghĩa. Long Cát công chúa đạm dao động chán. Nàng đã đối quân Lăng Thương mất đi đánh nhau hứng thú. Trọng đồng người là rất mạnh, cũng làm cho nàng dùng rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ, quân Lăng Thương còn vô phương triệt để uy hiếp được nàng. Ngươi, quân Lăng Thương ánh mắt lãnh khốc. Đủ rồi, Lăng Thương. Quân gia bên kia, có tộc lão thở dài. Bọn hắn cũng là đã nhìn ra, quân Lăng Thương hoàn toàn chính xác có thể tiếp tục chiến đấu xuống. Nhưng thì tính sao? Quân Lăng Thương hoàn toàn chính xác khó mà chiến thắng Long Cát công chúa. Nhiều nhất, miễn cưỡng đánh ngang tay, bất quá quân Lăng Thương, có thể muốn trả giá trọng thương đại giới. Đây là quân gia không thể nào tiếp thu được, bởi vì tiếp đó, tiên vực khả năng còn có việc lớn phát sinh, có đại cơ duyên hiện thế. Bọn hắn không nguyện ý quân Lăng Thương bị thương nặng. Nghe được quân gia tộc lão, quân Lăng Thương nắm chặt nắm đấm, trọng đồng mang theo vẻ không cam lòng. Mơ hồ trong đó, hắn tựa như nghe được, theo trong hư không truyền đến thở dài một tiếng. Đó là A Cửu thở dài. Này càng làm cho quân Lăng Thương ý khó bình. Cuộc chiến đấu này, đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Long Cát công chúa thắng. Đối với kết quả này, phần lớn người đều không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao Long Cát công chúa tích lũy rất sâu, vốn là rất nhiều kỷ nguyên trước kia thiên kiêu. Quân Lăng Thương có thể cùng nàng đánh tới mức này, đã đủ để đại biểu năng lực của hắn, không thẹn với quân gia đệ nhất danh sách. Ai? Khương Thánh Y khẽ khẽ thở dài. Khương gia tự nhiên cũng không muốn thấy quân gia lạc bại. Thánh Linh Thư Viện đại trưởng lão mấy người cũng là không nói gì. Ngược lại là Tổ Long Xào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, cùng với Đoạ Thần Cung nhóm thế lực, bắt đầu, từng cái hưng phấn mà không được. Ta Tổ Long Xào vô địch. Quân gia quả nhiên không được, cái gì đệ nhất danh sách, tại Long Cát công chúa trước mặt cái rắm cũng không bằng.
đừng nói đệ nhất danh sách, đoán chừng coi như là số không danh sách, vị kia quân gia thần tử tới, cũng giống như vậy. Đúng đấy, cái gì vô địch quân gia thần tử, ta xem cũng là thổi. Tổ Long Sào trở thái cổ hoàng tộc, cực điểm trào phúng, cười tùy ý thoải mái. Cái này khiến quân gia một đám danh sách, vẻ mặt đều không phải rất dễ nhìn. Quân chiến thiên các tộc lão, càng là từng cái vẻ mặt đen giống như là đáy nồi. Lần chiến đấu này, đối quân gia danh vọng, có thể là một cái đả kích cực lớn. Dù sao thế hệ tuổi trẻ, mới là tương lai. Ở phương diện này, Tổ Long Sào liền đè ép quân gia một đầu. Này Long Cát công chúa mạnh như thế, liền trọng đồng người đều kém một bậc. Bất quá ta Diệp gia kiếm ma chuyển thế hẳn là sẽ không e ngại. Có Diệp gia trưởng lão suy tư nói. Ca ca của ta, không sợ Long Cát công chúa. Bắc địa vương gia bên kia, Vương Cương tự tin nói. Trong miệng hắn ca ca, dĩ nhiên chính là vị kia vương gia thiếu đế, Vương Đằng. Giờ phút này, Long Cát công chúa chân ngọc điểm đạp hư không, cả người khí chất siêu nhiên, cao cao tại thượng, có tuyệt thế phong hoa. Quân Lăng Thương lạc bại, càng đem Long Cát công chúa uy danh, đẩy lên đỉnh phong. Rất nhiều thái cổ hoàng tộc sinh linh, trong mắt đều là mang theo cuồng nhiệt sùng bái, nhìn xem Long Cát công chúa. Đặc biệt là Tổ Long Sào sinh linh. Trước đó Tổ Long Sào vẫn luôn bị quân gia áp chế, mất hết mặt mũi. Bây giờ, Long Cát công chúa, rốt cục làm Tổ Long Sào lật về một ván. Bản cung nếu ở thời đại này xuất thế, tất nhiên muốn tranh giành tiên vực, quét ngang đế lộ, thành tựu vô địch bất bại chi bá nghiệp. Long Cát công chúa mở miệng, tiếng nói hạo đãng, truyền khắp trên trời dưới đất. Nàng như một tôn vạn cổ nữ hoàng, thi triển hết thanh thế uy nghiêm. Toàn bộ vấn đạo núi, tất cả mọi người, đều là bị Long Cát công chúa lần này lời nói hùng hồn chấn nhiếp rồi. Cái này là thuộc về cổ đại quái thai khí phách sao? Càng có thật nhiều đương đại thiên kiêu, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Có dạng này cổ đại quái thai tại, bọn hắn đương đại thiên kiêu, khi nào mới có thể ra đầu? Chẳng lẽ muốn thần phục cả một đời? Đáng giận, quân gia bên kia, tất cả mọi người là cảm giác vô cùng biệt khuất. Long Cát công chúa lời nói này, đã là đang tăng lên chính mình uy danh, cũng là đang đả kích ngoài ra thiên kiêu, trong đó tự nhiên bao quát quân gia. Mà liền tại Long Cát công chúa, kích tình phóng khoáng lúc, giọng nói lạnh lùng, lại là bỗng nhiên nổ vang tại tất cả mọi người bên tai. Người nào xưng vô địch, cái nào nói bất bại, trừ ta ra, ai dám xưng vương xưng bá. Nương theo lấy này tiếng lạnh lùng bá đạo thanh âm, mọi người bất ngờ thấy được, trời xanh phía trên, một đầu lạc ấn lấy vô tận phủ văn che trời cự thủ, từ bầu trời đập xuống mà xuống. Này phẳng phất là trời xanh hạ xuống phán quyết, muốn bóp chết vạn linh, phá diệt vạn vật. Cái đó là, tất cả mọi người sợ hãi, thần tâm đều run rẩy lên. Khủng bố vô biên che trời cự thủ, như là thượng thương chi thủ, đối Long Cát công chúa, dùng nghiền ép tư thái, quét ngang tới. Ai? Long Cát công chúa nhướng mày, tay ngọc nâng lên, pháp lực sục sôi, muốn chống cự trời xanh oai. Nhưng mà phương tiếp xúc, một cỗ kinh khủng tới cực điểm chục tỷ cân thần năng, sục sôi mãnh liệt. Long Cát công chúa một mực sắc mặt bình tĩnh, rốt cục triệt để biến hóa. Ầm ầm. Long Cát công chúa thân hình bị đẩy lui mấy trăm bước, ngực khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Chung quanh mỏm núi, càng là nổ nát vô số, đá vụn bắn tung trời, thiên địa hỗn loạn. Một màn này, khiến cho vạn chúng thất thanh run sợ. Người chưa đến. Chỉ là một chiêu, liền đẩy lui Long Cát công chúa, khiến cho chật vật. Một màn này, quá có lực trùng kích, khiến cho người vô phương lấy lại tinh thần. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt kính sợ bên trong, một đạo áo trắng mông lung thân ảnh, đạp lập cửu tiêu bầu trời phía trên. Như là thần chỉ đạp cửu tiêu, nhìn xuống nhân gian sâu kiến. Chương 282, không quan trọng một đầu mẹ cá trạch, ai cho ngươi tư cách. Đạo thân ảnh này, quá siêu nhiên, quá vô thượng. Tiên khí mịt mờ, xương trắng mịt mờ, phảng phất giống như tiên trước khi phàm trần. Tất cả mọi người tầm mắt, đều là hội tụ mà đi, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi rung động. Đến mức quân gia mấy người, nghe được này có chút quen thuộc thanh âm, từng cái vẻ mặt đều là kích động. Chẳng lẽ là... Không sai, hắn hồi trở lại đến rồi. Rất nhiều quân gia người trẻ tuổi, đều xúc động đến hốc mắt hơi hơi ửng hồng, cảm xúc sục sôi. Nếu như nói, người nào còn có thể ép Long Cát công chúa một đầu? Không phải vị kia không ai có thể hơn. Ngươi là... Long Cát công chúa hai ngọn núi chập trùng, trong lòng cực không bình tĩnh. Này rất bình thường. Long Cát công chúa vừa mới đạt được thắng lợi, mới nói hai câu lời nói hùng hồn mà thôi. Kết quả sau một khắc, liền bị đẩy lui, ăn một người câm thua thiệt. Đổi lại là người nào, đều sẽ choáng váng, có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi không phải vẫn muốn cùng bản thần tử một trận chiến à, cái kia liền thành toàn ngươi. Theo mịt mờ xương trắng tán đi, một đạo áo trắng tuyệt thế cao giáo thân ảnh, hiển lộ tại trong mắt mọi người. Thần tư ngọc cốt, tuấn nhan tuyệt thế, tay áo tung bay.
như Bạch Y Thần Vương lại đến thế, giống như không rơi vào hồng trần Trích Tiên Nhân. Ngoại trừ Quân Tiêu Dao bên ngoài, ai còn có như vậy ngạo thế phong thái? Thần tử, là thần tử đại nhân hồi trở lại đến rồi. Quân gia bên kia, hết thảy quân gia người trẻ tuổi đều là nhẫn không ra hét lên kinh ngạc hò hét, cuống họng đều hàm ách, xúc động đến không thể tự khống chế. Trời biết nói, bọn hắn trước đó đến cỡ nào biệt khuất, nhận thái cổ hoàng tộc cùng với đọa thần cung chờ thế lực đối địch chế diễu. Này chút quân gia người trẻ tuổi, cả đám đều lòng mang máu nóng, có được chân thành chi tâm. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, quân gia chịu nhục. Mà bây giờ, bọn hắn chủ tâm cốt, quân gia thần tử, số không danh sách, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Công tử, quân trượng kiếm, quân vạn kiếp đám người, cũng là lộ ra vẻ kích động. Còn có quân linh lung, quân tuyết hoàng, thần tình kích động bên trong, còn mang theo tưởng niệm chi sắc. Thậm chí là tùy tùng quân lăng thương quân đạo lâm, quân tích ngọc đám người. Giờ phút này thấy quân Tiêu Dao đến, cũng là ánh mắt lộ ra ánh sáng hy vọng. Hiện tại duy nhất có tư cách ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có quân Tiêu Dao. Cuối cùng gặp được vị này số không danh sách. Quân Vô Song cười cười, đồng thời cũng có chút giật mình. Quân Tiêu Dao tại quân gia danh vọng, đã đi đến loại trình độ này sao? Thật đúng là non a, tươi non ngon miệng. Quân Mộc Lan cũng là cười. Quân Vô Song lườm quân Mộc Lan liếc mắt. Người không thích hợp. Ha ha, cháu của ta hồi trở lại đến rồi. Quân Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra tộc lão, nguyên bản đen như đáy nồi mặt, cũng là khôi phục nụ cười, cười giống như là một đóa hoa cúc. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đối quân Tiêu Dao hết sức có tự tin. Tiêu Dao, Khương gia bên kia, Khương Thánh Y thấy đã lâu không gặp người, nhịn không được phương tâm cũng là khẽ run lên. Giờ phút này, quân Tiêu Dao ngạo thế phong thái, quá siêu nhiên, tản mát ra trước nay chưa có mị lực. Còn có trưởng công chúa Vũ Minh Nguyệt, thấy quân Tiêu Dao đến, phương tâm cũng là khó tự kiềm chế, đáy mắt bộc lộ xúc động. Quả nhiên là quân gia thần tử, hắn hồi trở lại đến rồi. Lần này có ý tứ, thần tử trở về, ai có thể ngăn cản? Các ngươi có chú ý đến hay không quân gia thần tử khí tức? Làm sao có thể, là ta cảm giác biết sai rồi à, thông thiên cảnh. Theo quân Tiêu Dao triển lộ ra thân hình, toàn bộ vấn đạo núi, một mảnh xôn xao. Quân Tiêu Dao lực ảnh hưởng, đã không cần nhiều lời, đi tới chỗ nào, đều là chủ đề nhân vật, bạo phong nhãn tồn tại. Mà nguyên bản Long Cát công chúa đối thủ, cũng chính là quân Tiêu Dao. Chỉ là bởi vì quân Tiêu Dao chưa từng trở về, cho nên quân Lăng Thương mới thay thế hắn ra tay. Hiện tại, quân Tiêu Dao hiện thân, hắn một thân khí tức, còn có thực lực, nhường vô số người rung động. Thật chính là thông thiên cảnh, cái này sao có thể? Đúng a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, trước đó quân gia thần tử, giống như cũng mới quy nhất cảnh đại viên mãn a. Tại này trong khoảng thời gian ngắn, quân gia thần tử vậy mà liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới, ông trời ơi! Đừng nói tuổi trẻ thiên kiêu, coi như là nhân vật đời trước, đều là vô cùng líu lưỡi, có chút mắt trợn tròn. Này tốc độ đột phá, có chút đáng sợ. Quân, Tiêu, Dao, thấy quân Tiêu Dao hiện thân, Tiêu Trần con ngươi trong nháy mắt đỏ giống như là nhỏ máu. Bất quá giờ phút này quân Tiêu Dao trên thân chỗ tản ra cỗ khí tức kia, lại là khiến cho hắn linh hồn đều tại run rẩy. Hiện tại hắn cùng quân Tiêu Dao đã có không cách nào tưởng tượng khoảng cách. Quân Tiêu Dao đoán chừng liền một ngón tay đều không cần động, cũng đủ để giết chết hắn. Mà ở phía xa, lại có một đám thân ảnh đi vào, chính là Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ chờ một nhóm người. Bọn hắn cùng quân Tiêu Dao cùng một chỗ hồi trở lại Hoang Thiên Tiên vực về sau, chính là lập tức biết được quân Lăng Thương cùng Long Cát công chúa ước chiến sự tình. Cho nên bọn hắn cũng là ngựa không dừng vó thông qua Đạo Châu truyền tống trận, một đường truyền đưa đến cổ Đạo Châu bên này, đuổi tới hỏi núi. Giờ phút này, quân Tiêu Dao vị này chính chủ đến, cũng không thể nghi ngờ là đem chọn chàng giao đấu đẩy hướng. Dù sao Long Cát công chúa ngay từ đầu mục tiêu, liền là quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua trên thân mang thương quân Lăng Thương nói, vất vả đường huynh, ngươi tiểu tử này. Quân Lăng Thương bật cười lắc đầu, đáy mắt nhưng lại có một sợi vẻ ảm đạm. Hắn có thể cảm giác được quân Tiêu Dao cảnh giới, đã vượt qua hắn. Thật là yêu nghiệt a, ta tính là có chút lý giải, a cử lựa chọn. Quân Lăng Thương trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy, chính mình có phải hay không cũng nên buông xuống cái này chấp niệm. Mà một bên khác, nhìn xem cái kia nói chuyện với quân Lăng Thương, không có chút nào đem chính mình không để trong mắt quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa dung nhan có chút băng lãnh. Đường đường quân gia thần tử, cũng sẽ đánh lén sao? Long Cát công chúa, xem như hết sức bén nhọn. Quân Tiêu Dao lúc này, mới đưa mắt nhìn sang Long Cát công chúa, trên mặt vẫn là lơ đễnh lạnh lùng vẻ mặt. Không quan trọng một đầu mẹ cá trạch, cũng dám nói bừa quét ngang đế lộ, ai cho ngươi tự tin, ai cho ngươi tư cách. Quân Tiêu Dao một lời ra, toàn bộ vấn đạo núi đều là an tĩnh. Biểu tình của tất cả mọi người, đều giống như động lại.
Long Cát công chúa câu nói kia là có một ít bén nhọn. Mà quân Tiêu Dao liền là trần trụi miệt thị. Ta không nghe lầm chứ, mẹ cá trạch, đây là dùng để hình dung Long Cát công chúa sao? Một vị thiên kiều lắp bắp, có chút không có kịp phản ứng. Hẳn là... đúng không? Phản ứng qua về sau, tất cả mọi người là có chút mắt trợn tròn, có chút ngạc nhiên. Long Cát công chúa, sao mà phong hoa tuyệt đại, cao quý tuyệt mỹ? Cho dù là tu sĩ nhân tộc, cũng hãm sâu tại Long Cát công chúa tuyệt thế dung mạo ở trong. Thế nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao lại đem Long Cát công chúa so sánh mẹ cá trạch, này làm người kinh ngạc. Tổ Long xào một đám sinh linh, từng cái vẻ mặt đỏ lên, phẫn uất vô cùng. Ngươi nói cái gì? Chính là Long Cát công chúa chính mình, cũng là có chút điểm không thể tin vào tai của mình. Nàng phong hoa tuyệt đại, mị lực thiên hạ vô song. Cổ kim không biết có bao nhiêu thiên kiều chí tôn, quỳ nàng cung dưới váy, mong muốn quỳ liếm nàng đều không được. Kết quả hiện tại, nàng vậy mà bị vũ nhục như vậy cùng miệt thị. Oanh! Long Cát công chúa pháp lực gột rửa, bộc phát ra, trong lòng vô phương bình tĩnh. Nàng nhịn không được muốn xuất thủ, phải thật tốt giáo huấn một thoáng vị này quân gia thần tử. Mà lúc này, một vị thân mang hắc kim sắc trường bào, da thịt tái nhợt, dung mạo tuấn mỹ thanh niên, lại là bước ra một bước, đối quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay nói. Công tử, Vong Xuyên thật vất vả gặp được mặt khác cổ đại quái thai, nóng lòng không đợi được, không biết có thể trước hết để cho tại hạ ra tay. Đi ra người, chính là Vong Xuyên. Có khả năng, quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu. Ngược lại hắn cũng không có nắm Long Cát công chúa không để trong mắt. Mà thấy vị này đột ngột đi ra thanh niên, rất nhiều người đều là hồ nghi. Đây là có chuyện gì? Là quân Tiêu Dao sợ Long Cát công chúa, nhường thủ hạ của mình ra đi tìm cái chết sao? Hắn là ai à? Cái kia quân Tiêu Dao thủ hạ, đến cùng có lai lịch gì, đã vậy còn quá không biết tự lượng sức mình, dám đối Long Cát công chúa ra tay. Lúc này, một vị thế lực lớn lão già, đánh giá Vong Xuyên, đôi mắt không tự giác chừng lớn. Khó! Chẳng lẽ? Hắn là vị kia? Vị này lão tiền bối, người biết hắn là ai sao? Giống như là... đã từng luân hồi ma tông tối cường thánh tử. Vong Xuyên. Chương 283, Vong Xuyên xum xoe, hàng phục cổ đại quái thai mang tới rung động. Cái gì, luân hồi ma tông thánh tử, Vong Xuyên. Luân hồi ma tông, vậy cũng là bao nhiêu năm trước bất hủ tông phái, không phải đã sớm tan biến tại tuế nguyệt trường hà chúng sao? Không đúng, hắn ý tứ, chẳng lẽ này Vong Xuyên là cổ đại quái thai? Theo tin tức này truyền ra, toàn bộ vấn đạo núi, toàn bộ sinh linh đầu óc đều là có chút choáng váng. Luân hồi ma tông, rất nhiều người đều biết, dù sao đã từng cũng là một phương thanh thế thật lớn bất hủ tông phái. Chẳng qua là sau này khiêu khích cấm địa sinh mệnh, cuối cùng bị diệt, tan biến tại tuế nguyệt bên trong. Đến mức Vong Xuyên, cũng có một số người nghĩ tới. Đã từng luân hồi ma tông, hoàn toàn chính xác có dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu, tại thời đại kia đứng tại cao cấp nhất. Chẳng qua là, rất nhiều người đều không thể đem trước mắt vị thanh niên này cùng vị kia tối cường thánh tử liên hệ với nhau. Vong Xuyên bước ra một bước, trong mắt lóe lên một vệt cơ trí. Hắn sở dĩ nguyện ý chủ động ra tay, tự nhiên là nghĩ lấy lòng quân Tiêu Dao, vì hắn hiệu lực. Ít nhất ngày sau, tại quân Tiêu Dao thủ hạ, sẽ đợi đến dễ chịu một chút. Thậm chí, quân Tiêu Dao như tín nhiệm hắn, sẽ còn nhường quân gia vun trồng hắn. Vừa nghĩ như thế, không chỉ không thiệt thòi, ngược lại còn kiếm lời. Vong Xuyên quanh thân pháp lực chấn động, thông thiên cảnh tu vi cũng là khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng luân hồi lực lượng tràn ngập khắp nơi. Cỗ lực lượng kia là luân hồi lực lượng, là luân hồi thánh thể. Vị thanh niên này thật chính là luân hồi ma tông cổ đại quái thai. Theo Vong Xuyên triển lộ ra luân hồi thánh thể, thân phận của hắn cũng là triệt để bị ngồi vững. Không thể nghi ngờ, hắn liền là luân hồi ma tông cổ đại quái thai, mãi đến thời đại này mới phá phong mà ra. Kế tiếp, mọi người lại nghĩ tới một kiện làm bọn hắn cảm giác vô cùng ngạc nhiên sự tình. Vong Xuyên mới vừa giống như gọi là quân Tiêu Dao công tử. Chẳng lẽ quân gia thần tử, hàng phục một vị cổ đại quái thai? Này mẹ nó nhất định là đang đùa ta, cổ đại quái thai, cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo, làm sao lại thần phục người khác? Nghĩ đến điểm này, rất nhiều thế lực đều là kinh ngạc. Đương đại thiên kiêu hàng phục cổ đại quái thai, này hẳn là trái ngược. Thần tử đại nhân, vậy mà hàng phục cổ đại quái thai? Thần tử đại nhân đương thời vô địch. Quân gia người trẻ tuổi nghe vậy, từng cái lộ ra vẻ mừng như điên, huyết dịch đều rất giống muốn sôi trào lên. Người nào có thể hàng phục cổ đại quái thai? Người nào đều không thể, chỉ có quân Tiêu Dao có thể. Cái gì, ngươi vậy mà thần phục với hắn rồi? Dù là Long Cát công chúa, cũng là khó nén một tia kinh ngạc. Nàng xem như hoang thiên tiên vực sớm nhất phá phong cổ đại quái thai. Trừ phi có mặt khác cổ đại quái thai, hoặc là đại đế hậu duệ, cổ hoàng con út hiện thân.
bằng không, Long Cát công chúa cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Mà bây giờ, lại có một vị giống như nàng, ngủ say vô số kỷ nguyên thức tỉnh thiên kiêu hiện thân. Trọng yếu nhất chính là, vị này cổ đại quái thai, vậy mà lựa chọn thần phục quân Tiêu Dao. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, quét mới Long Cát công chúa nhận biết. Nghe những cái kia chỉ trích chi sắc, Vong Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, công tử thực lực, các ngươi không cách nào tưởng tượng, bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Theo Vong Xuyên, quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến biến thái. Đừng nói mặt khác cổ đại quái thai, chính là đại đế hậu duệ hiện thế, cấm khu truyền nhân phá phong, đoán chừng đều không nhất định là quân Tiêu Dao đối thủ. Quân Tiêu Dao thực lực, đã không phải là cổ đại quái thai có thể ứng phó. Thật sự là sỉ nhục. Long Cát công chúa ánh mắt băng lãnh. Tuy nói nàng và Vong Xuyên cũng không là một cái thế lực, nhưng ít ra đều là ngủ say cổ đại quái thai. Vong Xuyên cử động lần này không thể nghi ngờ là phá hủy cổ đại quái thai trong mắt thế nhân, cao cao tại thượng địa vị. Nói nhảm đừng nói, muốn cùng công tử tỉ thí, trước hỏi qua ta. Vong Xuyên ra tay rồi, một tay oanh ra, luân hồi lực lượng phun trào. Trước đó Vong Xuyên sở dĩ cho người ta cảm giác có chút yếu. Đó là bởi vì đối thủ của hắn là quân Tiêu Dao. Cùng quân Tiêu Dao so sánh, cái nào thiên kiêu không kém. Nhưng trừ ra quân Tiêu Dao, Vong Xuyên cũng không yếu bất luận cái gì người. Hắn vốn là cổ đại quái thai, tích lũy rất sâu, tăng thêm người mang luân hồi thánh thể. Dù cho đối mặt Long Cát công chúa, đều có thể đấu một trận. Thấy Vong Xuyên ra tay, Long Cát công chúa cũng là ra tay rồi. Nàng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp tế ra Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm, mong muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu. Bằng không, nàng và quân Tiêu Dao thủ hạ chiến đấu lâu như vậy, giống kiểu gì? Vong Xuyên thấy thế, cũng là cảm thấy một loại nguy hiểm. Khí tức của hắn, còn chưa cùng đương đại khí tức tương dung, không giống Long Cát công chúa, đang bế quan về sau, thực lực triệt để khôi phục được đỉnh phong. Vong Xuyên tế ra nhỏ lục đạo luân hồi bàn, cùng Long Cát công chúa Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm đụng vào nhau. Âm vang không ngừng bên tai, hai vị cổ đại quái thai chiến ở cùng nhau. Thấy này hí kịch tính một màn, rất nhiều người đều tại líu lưỡi. Đã nói xong là quân Tiêu Dao cùng Long Cát công chúa chiến đấu. Làm sao biến thành quân Tiêu Dao thủ hạ, cùng Long Cát công chúa tại chiến đấu. Trước đó còn đắc chí, vô cùng hung hăng càn quấy thái cổ hoàng tộc. Giờ phút này cũng đều là nín hơi liễm âm thanh, một mặt ngượng ngùng, nói không ra lời. Người nào cũng không nghĩ ra, quân Tiêu Dao vậy mà tới chiêu này, đã thu phục được một vị cổ đại quái thai, chiến đấu cho hắn. Oanh, 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 tiếng đánh nhau, như bình mà sấm sét, kinh khủng pháp lực gợn sóng khuếch tán mà ra. Vong Xuyên cùng Long Cát công chúa, chiến đến quyết liệt. Nhìn xem một màn này, quân gia một chút danh sách đều đang cảm thán. Quân Tiêu Dao đã dần dần thoát ly thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí liền thủ hạ của hắn cũng đủ để cùng đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong. Bất quá tại đây trong chiến đấu, Vong Xuyên lại là đã rơi vào hạ phong. Cũng không phải là hắn luân hồi thánh thể yếu, mà là hắn chưa từng bế quan, khí tức chưa từng cùng tiên vực khí tức tương dung. Tăng thêm Long Cát công chúa thủ đoạn rất nhiều, huyết mạch cũng rất mạnh, bởi vậy Vong Xuyên nhận lấy áp chế. Oanh! Lại là nhất kích va chạm. Vong Xuyên ngay tiếp theo nhỏ lục đạo luân hồi bàn. Cùng một chỗ bị đẩy lui, hắn lồng ngực khí huyết sôi trào, xương cốt két két rung động, không hổ là Long tộc. Vong Xuyên biểu lộ có chút ngưng trọng, nếu không phải hắn là luân hồi thánh thể, nói không chừng thật đúng là không thể thừa nhận Long Cát công chúa thân thể lực lượng. Đừng nhìn Long Cát công chúa ngọc thể thướt tha yểu điệu, nhưng này cỗ tích chứa thân thể lực lượng lại là vô cùng khủng bố. Dù sao nàng có được huyết thống cổ hoàng, không thể coi thường. Đủ rồi, Vong Xuyên, trở về đi. Chú ý chiến cuộc quân Tiêu Dao mở miệng nói. Vong Xuyên vẻ mặt có chút khó coi, từ hắn hạ giới xuất thế về sau, bại một lần lại bại. Thua với quân Tiêu Dao còn chưa tính, dù sao quân Tiêu Dao là cái vạn cổ vô nhất yêu nghiệt, thua rất bình thường. Nhưng bây giờ, hắn lại bại bởi Long Cát công chúa. Này lệnh Vong Xuyên có chút biệt khuất. Nhường công tử thất vọng. Vong Xuyên lui trở về, đối quân Tiêu Dao chắp tay. Khí tức của ngươi còn chưa đi đến đỉnh phong, nhất thời thất bại rất bình thường. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp bước ra một bước, cùng Long Cát công chúa giằng co. Rốt cuộc đã tới à, cuối cùng trung cực quyết đấu. Thấy hai người giằng co, mọi người tại đây đều là hưng phấn, khẩn trương chú ý. Quân Tiêu Dao, lần này, nhất định phải làm cho ngươi nếm đến bại quả. Tiêu Trần vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Long Cát công chúa đánh giá quân Tiêu Dao, ánh mắt rất là lãnh khốc. Bởi vì quân Tiêu Dao trước đó đối nàng miệt thị xưng hô, khiến cho nàng đáy lòng nổi lên sát ý. Quân Tiêu Dao, bản cung sẽ cho người biết, vũ nhục bản cung đại giới là cái gì. Long Cát công chúa tiếng nói băng lãnh. Nàng khí chất như vạn cổ nữ hoàng, lãnh diễm mà bá đạo. Quân Tiêu Dao lại là a một tiếng cười.
ai cho ngươi lực lượng, tại bản thần tử trước mặt tự cho mình siêu phàm. Đừng nói là ngươi, chính là đầy trời thần Phật, tại bản thần tử trước mặt, cũng phải cúi đầu xưng thần. Chương 284, quân tiêu giao chiến long cắt công chúa, trước sau như một nghiền ép vô địch. Quân tiêu giao lời nói, bá đạo khôn cùng, khiến cho mọi người đều là sửng sốt, hít sâu một hơi. Bởi vì cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, lời cũng không phải nói lung tung. Một ít lời, là phải thừa nhận đại nhân quả. Mà quân tiêu giao lên tiếng như vậy, nói đầy trời thần Phật ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu xưng thần. Đây đã là rất đại nghịch bất đạo lời nói không chừng sẽ gặp tới thiên phạt. Nhưng quân tiêu giao sợ sao? Căn bản không sợ. Bởi vì đây là sự thật, quân tiêu giao có niềm tin thả ra cái này ngoan thoại. Quân tiêu giao lời nói hạ xuống về sau, tay cầm nhô ra, pháp lực hạo đáng vô tận, như vạn cổ giang hà dâng trào mà ra. Hắn bá khí siêu tuyệt, mảy may không dây dưa dài dòng, trực tiếp ra tay. Khí phách kinh thế ở giữa, thiên địa bởi vì hắn mà run rẩy. Thông thiên cảnh đại viên mãn thực lực, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Thật chính là thông thiên cảnh đại viên mãn. Làm quân tiêu giao chân chính triển lộ tự thân cảnh giới thực lực về sau, tất cả mọi người mới dám xác định. Quân tiêu giao, đích đích xác xác, là tại hạ giới ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn, liền phá ba đại cảnh giới. Hắn tu vi hiện tại, đều là đuổi kịp giống long cắt công chúa dạng này cổ đại quái thai, tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Thấy cái kia che đậy mà đến quân tiêu giao, long cắt công chúa dung nhan ngưng lại. Nói thật, quân tiêu giao tu vi cảnh giới, hoàn toàn chính xác làm nàng ngoài ý muốn. Long cắt công chúa tự cho là, hiện tại hoang thiên tiên vực thế hệ tuổi trẻ thực lực, lấy nàng làm điểm mốc. Kết quả quân tiêu giao, trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến cùng nàng tài nghệ tương đương. Cái này khiến long cắt công chúa trong lòng, không thể không bay lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Long cắt công chúa cũng đồng thời ra tay, thi triển nghịch long thủ. Pháp lực huyễn hóa thành một đầu giữ tận long chảo, cùng quân tiêu giao pháp lực bàn tay lớn đụng vào nhau. Oanh! Thoáng chốc thiên băng địa liệt, phong vân chấn động. Trước đó, long cắt công chúa cùng quân lăng thương, cùng với vong xuyên đối kháng thời điểm, đều là áp chế bọn hắn. Bởi vì long cắt công chúa có được huyết thống cổ hoàng, ngọc thể của nàng mặc dù trắng sáng như tuyết, thướt tha yểu điệu, nhưng lực lượng cùng trình độ bền bỉ, lại cực kỳ cường đại. Không có bao nhiêu sinh linh thân thể, có thể cùng long tộc so sánh. Thế nhưng hiện tại, hai người quyền trưởng giao tiếp, quân tiêu giao thần lực, khiến cho long cắt công chúa đều là nhịn không được biến sắc. Ầm, kinh khủng lực phản chấn nổ tung, long cắt công chúa thân hình nhanh lùi lại, óng ánh tay trắng một hồi két két rung động, giống như là bị cự lực nghiền ép. Một màn này, khiến cho bốn phương kinh ngạc, hít vào một hơi. Long cắt công chúa, vậy mà rơi vào hạ phong rồi. Quân gia thần tử thân thể lực lượng, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, chính là nhân vật đời trước, đều là xem khóe mắt trực nhảy. Quân tiêu giao thân thể lực lượng, tựa hồ mạnh đến lệnh hư không đều là mơ hồ bóp méo. Long cắt công chúa hít sâu một hơi, hai ngọn núi chập trùng. Nàng xuất trưởng cái kia một cánh tay, tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ kém chút bị đánh chật khớp. Này quân tiêu giao, long cắt công chúa dung nhan biến sắc, lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào vị này đối thủ. Quân tiêu giao tầm mắt đạm mạc, một bước đã lui. Hắn tùy ý đánh giá long cắt công chúa cái kia bị sương mù bao phủ dung nhan, ngữ khí đạm mạc nói, bản thần tử không thích che giấu giấu, đừng giả vờ thần bí. Quân tiêu giao lại lần nữa ra tay, sau lưng kéo dài tới ra tự do chi dực. Lập lòe ánh sáng thần thánh tuyết trắng hai cánh, càng thêm phụ trợ quân tiêu giao như là trên trời thần vương, mang theo một cỗ thần thánh uy nghiêm. Hắn hai cánh chấn động, thi triển ra cực tốc. Quyền phong bí mật mang theo vô cùng cự lực, hung hăng đánh tới hướng long cắt công chúa. Long cắt công chúa cũng là phản kháng, tay ngọc nhô ra, ra chỉ huyết thống cổ hoàng lực lượng. Giống một tiếng long ngâm, một đầu tổ long hư ảnh mơ hồ nổi lên. Đại biểu cho long cắt công chúa đạt được tổ long lực gia trì. Quân tiêu giao thấy thế, trong mắt lấp lánh một vệt miệt thị. Hắn đồng dạng đem thần tượng chấn ngục kình thôi động đến cực hạn. Trong cơ thể 10 vạn long tượng hạt nhỏ, đồng thời bộc phát ra. Cái kia chính là 100 ức cân thần lực. Đây là khái niệm gì? Đơn giản không cách nào tưởng tượng, căn bản không giống như là nhân loại có khả năng trưởng khống lực lượng. Quyền của hắn phong oanh ra, phía trước không gian đều là, bởi vì cỗ này thần lực mà dập dờn ra tầng tầng không gian gợn sóng. Khi nhìn đến cái kia đạo đạo gợn sóng về sau, long cắt công chúa ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Va chạm mạnh bùng nổ, hai người nhìn nhau hai khỏa cổ tinh, đánh vào nhau, nhấc lên mênh mang sóng cả. Chung quanh dãy núi, đều là bị khí lãng vén mình, núi đá lăn xuống mà xuống. Quân tiêu giao toàn lực bộc phát ra lực lượng, khiến cho long cắt công chúa căn bản là không có cách tiếp nhận. Nàng thân thể mềm mại nhanh lùi lại, trong cơ thể long khí chấn động, mong muốn dỡ xuống cỗ lực lượng này. Đồng thời, bởi vì sóng khí chấn động nguyên nhân, long cắt công chúa trên mặt bao phủ thần bí sương mù,
cũng là bị đánh tan. Một tấm tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan, rốt cục hiện ra ở thế người trước mặt. Mày như tân nguyệt, mắt chứa thu thủy, môi điểm son đan, thiên tư quốc sắc. Rất nhiều người đều là xem ngây người. Mặc dù biết Long Cát công chúa dung nhan tất nhiên mỹ lệ, nhưng cũng không nghĩ tới, có thể tuyệt diễm đến tận đây. Ngươi, Long Cát công chúa Ngọc Nhan giận tái đi. Nàng trong mắt thế nhân, một mực duy trì cao quý thần bí ấn tượng. Kết quả hiện tại, lại bị Quân Tiêu Dao phá hủy. Quân Tiêu Dao cử động lần này đã là đối nàng cực độ mạo phạm. Long Cát công chúa giận dữ, lại lần nữa thi triển ra Long Đế Chí Tôn Pháp. Kinh khủng sấm sét lực lượng khuếch tán, hóa thành một đầu lôi long. Chính là lôi long liệt không kích, đối Quân Tiêu Dao đi đầu chém giết mà đi. Quân Tiêu Dao tay nắm Nhân Vương Ấn, một tôn đế vương hư ảnh, sau lưng hắn xuất hiện. Dùng hiện tại Quân Tiêu Dao thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có chục tỷ thần lực nương theo. Cho dù là bình thường nhất chiêu thức, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Chớ nói chi là Nhân Vương Ấn này loại ban đầu liền rất mạnh thần thông. Quân Tiêu Dao một ấn oanh ra, phá toái càn khôn, chấn phục thiên hạ. Cái kia một đầu lôi long, trực tiếp bị Quân Tiêu Dao chiêu thức đánh nát. Sau đó Quân Tiêu Dao thế đi không giảm, chấn áp hướng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa thi triển ra Kim Long Bất Hủ Lá Chắn, một đầu màu vàng kim long ảnh hiển hiện, quay quanh hư không, hóa thành một mặt màu vàng kim long lá chắn, mong muốn kháng trụ Quân Tiêu Dao thế công. Quân Tiêu Dao một ấn đánh vào phía trên, khiến cho toàn bộ màu vàng kim long lá chắn phát ra kịch liệt rung động. Phá cho ta! Quân Tiêu Dao ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chiêu thức sục sôi, thần lực vô song, không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại thế công của hắn. Theo hắn quát lạnh một tiếng, két két, màu vàng kim long lá chắn trực tiếp là che kín vết rạn, sau đó triệt để sụp đổ. Phốc phốc, Long Cát công chúa trong cơ thể khí huyết chấn động, cả người lại lần nữa bị oanh lui, dung nhan tuyệt mỹ đều là nổi lên một vệt không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên là nhận lấy nội thương. Nhìn xem cái kia bị Quân Tiêu Dao đè lên đánh Long Cát công chúa, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn vô cùng cường thế Long Cát công chúa, bây giờ lại bị Quân Tiêu Dao áp chế gắt gao. Thật mạnh, làm sao lại như thế mạnh? Quân Vô Song cùng Quân Mộc Lan đám người xem đều là kinh ngạc. Quân Tiêu Dao tuổi tác là hết thảy quân gia danh sách ở trong nhỏ nhất. Thế nhưng thực lực của hắn lại đã vượt qua hết thảy quân gia danh sách. Quân Chiến Thiên các tộc lão càng là xem vô cùng hài lòng. Quân Tiêu Dao chuyến này hạ giới, hoàn toàn chính xác có cải biến cực lớn. Xem ra, bản thần tử vẫn là xem trọng ngươi cái này mẹ cá trạch, khiến cho người thất vọng. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, đứng tại hư không. Thân hình hắn chưa từng lui ra phía sau một bước, cả người mang theo một cỗ không có gì sánh kịp cường thế bá đạo. Nếu như nói Long Cát công chúa khí chất là vạn cổ độc tôn nữ hoàng, cái kia Quân Tiêu Dao liền là chúa tể hết thảy thần vương. Giữa hai bên, một cái là trời, một cái là đất, vô phương tương đối. Chương 285, tế ra bàn hoàng kiếm, đế binh mang tới lớn rung động lớn. Nghe Quân Tiêu Dao cái kia trần trụi miệt thị trào phúng, Long Cát công chúa tuyệt mỹ dung nhan đều là bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Cho tới nay, nàng nỗi lòng đều 10 phần bình tĩnh, như không hề bận tâm, không có bất kỳ người nào có thể nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Thế nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao mở miệng một tiếng mẹ cá trạch, khiến cho nàng khó mà giữ vững bình tĩnh. Long Cát công chúa lại như thế nào, cũng chung quy là nữ tử. Tuyệt đối không thể chịu đựng được dạng này mang theo vũ nhục tính chất xưng hô. Hư muốn đắc ý, bản cung có thể vì, còn không có hoàn toàn triển lộ. Long Cát công chúa khẽ kêu, lại lần nữa thi triển cực chiêu. Một đầu kinh khủng chân long hư ảnh xuất hiện, kéo ra miệng lớn, phảng phất mang theo thôn phệ vạn giới mạnh mẽ năng lực. Đây chính là Long Cát công chúa Long Đế Điển bên trong một môn cường chiêu, Huyền Long Thôn Thiên Thuật. Huyền Long ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng hút vào, đầy trời tầng mây đều là bị cuốn vào trong đó. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, vội vàng thi triển đủ loại lồng khí, bao phủ chính mình đệ tử, rất sợ lọt vào ảnh hưởng đến. Cùng ta sao thôn phệ? Quân Tiêu Dao khóe miệng lộ ra một sợi phúng cười. Hắn tùy ý lấy tay, đen kịt thôn phệ vòng xoáy nổi lên. Thật sự là thôn thần ma công. Loại công pháp kia là... Rất nhiều người thấy Quân Tiêu Dao thi triển chiêu thức, con mắt đều là trừng lớn, trong lúc nhất thời đầu óc tốt giống đường ngắn. Không sai. Là thôn thần ma công, quân gia thần tử vậy mà truyền thừa đến thôn thần ma công. Có thế lực lớn trưởng lão nhịn không được kinh hô. Nuốt thiên ma tổ, từng tại tiên vực nhấc lên một phiên gió tanh mưa máu. Hắn thôn thần ma công, tự nhiên cũng là bị người chỗ biết rõ. Mọi người không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao vậy mà đạt được thôn thần ma công truyền thừa. Quá kinh khủng, quân gia thần tử vậy mà đạt được thôn thần ma công. Về sau đối thủ của hắn phải cẩn thận. Đúng vậy a. Dùng quân gia thần tử đối đãi kẻ địch hung tàn tính cách, có thôn thần ma công,
cái kia đối thủ của hắn chẳng phải là liền toàn thây đều không còn sót lại. Quân Tiêu Dao đối đãi kẻ địch hung tàn, là có tiếng. Rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi. Nếu như là những người khác đạt được thôn thần ma công, rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Nhưng đạt được thôn thần ma công chính là Quân Tiêu Dao, mọi người liền không dám nói gì. Long Cắt công chúa Huyền Long thôn thiên thuật là rất mạnh, nhưng dù sao chẳng qua là Long Đế Điển bên trong một chiêu thức. Mà thôn thần ma công, có thể là hoàn chỉnh chí tôn pháp, chuyên tu thôn phệ chi lực, uy năng càng khủng bố hơn, muốn lấn át Huyền Long thôn thiên thuật. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Quân Tiêu Dao chỗ tế ra thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp là đem trọn đầu Huyền Long đều là thôn phệ xuống, luyện hóa vỡ nát thành hư vô. Thấy chiêu thức của mình lại bị Quân Tiêu Dao khắc chế, Long Cắt công chúa sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng trước đó đối phó Quân Lăng Thương cùng Vong Xuyên, đều là một đường áp chế, chiếm thượng phong. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng là bị Quân Tiêu Dao áp chế gắt gao ở. Bất luận thân thể, vẫn là thần thông, đều giống như bị Quân Tiêu Dao khắc chế. Bản cung cũng không tin. Long Cắt công chúa tóc xanh phất phới, một đôi con ngươi tựa như đều bị phủ lên thành màu vàng kim. Điều này đại biểu Long Cắt công chúa đã đem pháp lực mình thần năng thôi động đến cực hạn. Nàng là cổ đại quái thai, càng là có chảy huyết thống cổ hoàng long tộc công chúa. Nàng ngạo khí, so bất luận cái gì người đều cao, tự nhiên không muốn dạng này bị Quân Tiêu Dao áp chế. Long Đế Điển, Thiên Long rít gào thế đợt. Long Cắt công chúa cực chiêu vào tay, một khỏa to lớn long thủ xuất hiện, phảng phất che đậy nhật nguyệt, như là một hành tinh cổ khổng lồ. Long thủ há miệng, kinh khủng diệt thế sóng ánh sáng chấn động mà ra, bao phủ bốn phía. Chung quanh có đại nhân vật ra tay, hóa ra thiên địa lồng giam, phong cấm bốn phương không gian, miễn cho dư ba phá hủy cả tòa vấn đạo dãy núi. Long Cắt công chúa một chiêu này cực kỳ khủng bố, như là diệt thế. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, mỏm núi sụp đổ, lâm mộc trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một chiêu này, sợ là bất luận cái gì thông thiên cảnh một thoáng tu sĩ, thần ở trong đó, đều sẽ trực tiếp bị chấn thành thịt băm. Cho dù là thông thiên cảnh thiên kiêu, cũng sẽ nhận trọng thương. Mà Quân Tiêu Dao đứng tại hư không, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác năm ngón tay nắm quyền, đấm ra một quyền. Như là sáu cái thế giới đồng thời nghiền ép mà ra, liên miên luân hồi lực lượng bắn ra ra, nổ vang hư không. Này sáu cái luân hồi vòng xoáy, phảng phất là sáu cái tiểu thế giới, nương theo lấy Quân Tiêu Dao quyền phong oanh ra. Chính là chí cao quyền pháp, lục đạo luân hồi quyền. Đấm ra một quyền, hư không sôi trào. Cái kia kinh khủng sóng ánh sáng, trực tiếp là bị quyền phong đánh tan. Căn bản là không có cách ngăn cản này cỗ lực lượng kinh khủng. Long Cắt công chúa sắc mặt kịch biến, cái kia cỗ kinh khủng luân hồi quyền mang, khiến cho nàng đều là cảm thấy cực độ nguy hiểm. Âm vang, một tiếng chói tai tiếng kiếm reo bắn ra ra. Long Cắt công chúa lại lần nữa tế ra Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm. Ánh mắt mọi người bình tĩnh nhìn xem chiến cuộc, một phương diện kinh ngạc tại Quân Tiêu Dao lục đạo luân hồi quyền uy lực kinh khủng. Một phương diện khác cũng muốn biết lịch sử sẽ hay không tái diễn. Quân Tiêu Dao sẽ hay không lại lần nữa bị Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm trọng thương. Nhìn xem cái kia bí mật mang theo hạo đãng long khí, chém vào mà đến Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm, Quân Tiêu Dao khóe môi tràn ra một tia cười lạnh. Thật sự cho rằng một thanh kiếm liền có thể lật bàn, trợn to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng. Quân Tiêu Dao đưa tay mà lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Liền trong lòng mọi người nghi hoặc kinh ngạc lúc, vùng hư không kia đúng là nứt ra, một thanh tràn ngập hạo đãng đế uy cổ kiếm. Xe rách hư không mà ra, hắn kiếm mang, có thể quang diệu cửu thiên thập địa. Hắn đế uy, có thể bao phủ thập giới bát hoang. Ầm ầm, cổ kiếm vừa ra, hư không sôi trào. Chính là đế binh, bàn hoàng kiếm. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Làm bàn hoàng kiếm hiện thế thời điểm, ở đây tất cả mọi người là bối rối, đầu óc run lên, toàn thân run rẩy. Cái kia cỗ uy thế, là đế binh, là bàn hoàng kiếm. Bản vũ thần triều đế binh, làm sao lại tại Quân Tiêu Dao trong tay? Trời ạ, quân gia thần tử vậy mà một mình có được một thanh đế binh, cái này sao có thể? Kinh rào rung động thanh âm, vang vọng đất trời. Tất cả mọi người là đầu óc choáng váng, miệng đắng lưỡi khô. Đây chính là đế binh. Đối với bất hủ thế lực mà nói, đều có thể xưng vô thượng nội tình đế binh, bây giờ lại là dễ dàng bị Quân Tiêu Dao tế ra tới. Này kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bàn hoàng kiếm, bản vũ thần triều bên kia. Rất nhiều thần triều tu sĩ từng cái vẻ mặt đều là ngưng kết, hô hấp đều muốn dừng lại. Chủ nhân thật tập hợp đủ bàn hoàng tam kiếm. Vũ Minh Nguyệt đáy lòng thì thào, đối Quân Tiêu Dao càng là sùng bái. Mà các lộ hoang cổ thế gia, bất hủ thế lực, thái cổ hoàng tộc đều là trợn mắt hốc mồm, một mặt sững người. Dù cho quân gia mọi người đều là có chút choáng váng, một đám người ngu trệ. Tiêu Dao ủng có một thanh đế binh.
Quân Chiến Thiên đầu óc đột nhiên không hiệu nghiệm, có chút chập mạch. Đế binh, dù cho tại Quân gia, cũng bất quá chỉ có mấy món mà thôi. Quân Tiêu Dao vậy mà tìm tới một thanh đế binh. Dù cho đối với mình nhà Tôn Nhi cực kỳ tự tin, Quân Chiến Thiên cũng là trăm triệu không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao có thể có như vậy năng lực, cho Quân gia mang đến như thế một cái kinh hỉ lớn. Ha ha, không hổ là ta Quân gia thần tử. Ngoài ra Quân gia tộc lão cười to không chỉ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta phục, ngươi đây. Thứ ba danh sách Quân Mộc Lan, ngốc ngốc nói ra. Ta cũng phục. Đệ nhị danh sách Quân Vô Song, đờ đẫn trả lời. Tiêu Dao đường đệ, ta không bằng ngươi a. Quân Lăng Thương thán phục, trong lòng cái chủng loại kia tranh đấu chi tâm, cũng là triệt để dập tắt. Người ta đế binh điều tế ra tới, còn thế nào so? Cầm đầu so sao? So với ở đây những người khác hoặc là rung động, hoặc là sững người, hoặc không cách nào tin vẻ mặt. Ở vào trong chiến đấu Long Cát công chúa, Lệ Nhan giống như là soạt sơn một dạng, trong nháy mắt trắng bạch xuống. Cả người trạng thái đều không ổn định. Liền đế binh điều tế ra tới, này còn thế nào so? Tại đế binh trước mặt, nàng Long Cát công chúa, cũng chính là chỉ mẹ cá trạch mà thôi, thậm chí cũng không bằng. Chương 286, có phải hay không không chơi nổi, bản thân tử thành toàn ngươi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đế binh là khái niệm gì, đây chính là chiến lược tính vũ khí. Nói chung, đều là một cái bất hủ thế lực nội tình, sẽ không tùy tiện lấy ra. Trừ phi là muốn bày ra bất hủ chiến, sinh tử đấu, hoặc là liên quan đến một cái bất hủ thế lực vận mệnh tồn vong, mới có thể tế ra tới. Bằng không, người nào nhàn không có chuyện làm, mang theo đế binh chạy khắp nơi. Cũng chính là bởi vậy, đế binh cơ hồ rất ít hiện thế. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí cả một đời, đều chưa từng nhìn thấy một lần đế binh. Thế nhưng hiện tại, tại rất nhiều thế lực, vô số sinh linh trước mặt, Quân Tiêu Dao liền trực tiếp như vậy tế ra bàn hoàng kiếm. Trọng yếu nhất chính là, này đế binh, còn không phải quân gia, là thuộc về Quân Tiêu Dao chính mình. Này liền có chút kinh khủng. Tổ Long Xào cũng không phải là không có đế binh, nhưng căn bản không có khả năng cho Long Cát công chúa thiếp thân sử dụng. Này quá xa xỉ. Đậu đậu thật đậu, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đế binh, chụp chung lưu niệm một thoáng. Một vị thế lực bình thường thiên kiêu, sắc mặt hưng phấn mà xuất ra một quả bóng mờ thạch, ghi chép xuống chính mình cùng nơi xa đế binh chụp ảnh chung.